bị sư phụ lừa dối xuống núi bảo ta từ trong sáu sư tỷ bình thường chọn một người cưới vợ sinh con lại phát hiện sáu sư tỷ dĩ nhiên mỗi người thân phận bất phàm vả lại đều thành nữ thần quốc sắc thiên hương khuynh thành tuyệt diễm tổng tài sư tỷ thống tướng sư tỷ diệu thủ sư tỷ minh tinh sư tỷ lâm mục sư phụ các sư tỷ ta đều đã gặp mặt các nàng đối với ta rất tốt đều nhanh đem ta sủng lên trời sư phụ như thế rất tốt, đồ nhi như thế nào? Nhìn trúng người nào a à, lâm mục? Tôi không thể lấy hết sao? Sư phụ Chương một Rồng ngâm núi, ra lông Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Long hồn điện lý an quốc quỳ tại chiến thần tiêu diệt giặc cướp, an ta biên giới, cùng nghênh chiến thần rời núi, quét ngang chư quốc. Thiên cơ đường trương thiên nhâm khẩn cầu thần y rời núi, cứu thế tế dân võ đạo minh tôn không thể một ngày vô chủ thiên đạo phủ diệp thiên long vọng cao nhân có thể nhập phàm trần đem võ đạo truyền thừa ngàn năm long minh sơn ngày xưa vắng ngắt chim không ỉa hôm nay lại tụ tập các đại lão khắp hoa hạ cả ngọn núi hơn hai ngàn mẫu lại bị máy vũ trang xe tăng xe thương vụ cùng với gần vạn kế quân đội vây chật như nêm cối những người này từng cái khí tràn cường đại lông mày giang đều lộ ra lâu ở địa vị cao uy nghiêm mà ngay cả đi ngang qua chó đều phải chịu hai cái tác, như thế ngàn năm khó gặp phô trương dẫn tới chung quanh cư dân cùng người qua đường kinh hô không thôi long hồn điện lý an quốc trời ạ à, đó không phải là long hồn điện được xưng là nhất điện thủ quốc môn sao lý an quốc chính là một trong tứ thiên vương a còn có thiên cơ đường trương thiên nhâm nghe nói hắn chính là hoa hạ giới y tế đứng đầu nhất thần y a võ đạo giới thiên đạo phủ diệp thiên long cũng tới đây chính là võ đạo giới đệ nhất cao thủ a. Sưu tầm giới, thương nghiệp giới, đỉnh cấp vòng tròn đều tới một nhóm đại lão, lão thiên gia a, ta là đang nằm mơ sao? Thế lực đứng đầu nhất hoa hạ tề tụ ở đây, hơn nữa bọn họ đều cung kính, thiên hạ kỳ văn a. Long Minh Sơn. Xuất long rồi. Nhưng mà tại mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, lúc này trên núi đang có một cái tóc mai thương nhật, mặc đạo bào lão giả, đang cầm trong tay bụi gai đuổi theo một cái không đến hai mươi tuổi thiếu niên khắp núi chạy khắp nơi xú tiểu tử cho ngươi đứng ở trên núi không nên chạy loạn nhìn ngươi đâm ra cái sọc lão tử đánh chết ngươi ô ô đại sư phụ ta sai rồi ta không dám nữa thiếu niên tên là lâm mục chỉ thấy hắn ông mông trên mặt treo đầy nước mắt vừa chạy vừa khóc nhưng bụi gai mọc đầy gai nhọn kia đánh vào mông hắn thậm chí ngay cả một chút vết thương cũng không nhìn thấy không biết đánh bao lâu, lão giả thở hồng hộc ngừng lại, ném bụi gai trong tay, mắng. Xú tiểu tử, đạo pháp bộc phát tinh luyện, liền ta đều không làm gì được ngươi, trách không được ta những này sư đệ đều không mặt mũi gặp người, quy tay đi gặp Phật tổ. Lâm Mục thấy hắn không đánh nữa, cẩn thận quay lại, nhu thuận quỳ gối trước mặt lão giả an ủi. Đại sư phụ ngài đừng nóng giận, ta cam đoan, tại cố gắng cái vài năm, đem ngươi cũng tiễn đi lão giả vừa nghe tức giận hai chòm râu trong nháy mắt bay lên, tức giận mắng nói, xú tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng ẩn giấu tu vi lão phu cũng không biết, ngươi sớm đã là đột phá thiên cảnh hai trăm tầng. Lâm mục sửng sốt, vuốt đầu cười ngây ngô nói, tất cả đều là đại sư phụ dạy tốt. Thối lắm. Lão giả hoàn toàn không có đạo cốt tiên phong tư thái, chửi ầm lên, ngươi để lão phu một cái năm mươi tầng phế vật, đi dạy ngươi một cái hai trăm tầng đại sư phụ sao có thể nói mình như vậy phế vật cũng có thể tu luyện tới một trăm tầng a lâm mục chớp đôi mắt to ngây thơ vô tà cười nói ta lão giả ôm ngực chỉ cảm thấy lửa giận công tâm điều chỉnh một hồi lâu hắn mới thở dài nói ngươi nói một chút ngươi a à, tuổi còn nhỏ không học tốt tận học ta cái kia mấy sư đệ ngươi không có việc gì đi giúp bọn hắn hoàn thành cái gì nguyện vọng a à. lâm mục lại âm vang hữu lực nói Đồ Nhi đã học mấy vị sư phụ bản lĩnh, phải giúp các sư phụ hoàn thành khi còn sống nguyện vọng, đây là Đồ Nhi tận hiếu chi đạo. Lão giả bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, người náo loạn này, người bên ngoài đều cho rằng bọn họ còn sống, hiện tại lại tìm tới mời bọn họ rời núi, liền không thể để cho bọn họ thanh tĩnh thanh tĩnh. Sư phụ, bên ngoài giống như cũng không có theo như lời đáng sợ như vậy nha, vì cái gì mấy vị sư phụ khi còn sống đều không muốn rời núi đâu này. Lâm Mục khó hiểu hỏi. Ngươi không hiểu. Lão giả lắc đầu, vừa muốn tiếp tục thuyết giáo. Chỉ cần chiến thần chịu rời núi, quyền khuynh thiên hạ đều có thể tặng. Cao nhân nếu như rời núi, ta bảo hắn làm đệ nhất thủ phủ. Chỉ cần hắn chịu rời núi, nữ tử thiên hạ, ta tùy hắn chọn. Ngoài núi lại truyền đến một trận gào thét ôn ao. Lão giả cùng lâm Mục trầm mặt một trận một trận ho khang tiếng cắt đứt lâm mục nghi hoặc, đồ nhi, ngươi thấy không? Ngoài giới chính là đáng sợ như vậy, bọn họ sẽ dùng các loại đồ vật, đến mê hoặc tâm trí của ngươi, rút đi tủy sống của ngươi, cho ngươi hoàn toàn rơi vào tay giặc. Đúng là rất đáng sợ. Lâm mục như có điều suy nghĩ nặng nề gật đầu, sau đó nghiêng đầu hỏi, vậy xin hỏi sư phụ, ta nên lẫn tránh những thứ này như thế nào đây? Lão giả chậm rãi đứng dậy, hai tay chấp sau lưng, than thở vạn phần nơi này đã không còn an toàn, vì tránh cho ngươi gặp đồ hại, ngươi chỉ có thể xuống núi. Xuống núi. Lâm Mục vô cùng kinh ngạc. Lão giả nhàn nhạt gật đầu, sau đó từ trong túi lấy ra sáu phong thư cùng một khối ngọc, ném cho Lâm Mục, đây là sáu phong hôn thư, là lão phu cái kia sáu vị sư đệ thuận tay chỉ mấy cái nữ oa, đã là vị hôn thê của ngươi, cũng coi như là sư tỷ của ngươi, ngươi từ trong đó chọn một cái thuận mắt, sau khi cưới qua cuộc sống bình thường chính là ta còn có sư tỷ. Lâm Mục nghe đến đó nhất thời cả kinh, sau đó chớp chớp mắt hỏi, sư phụ, ta không thể lấy hết sao? Lão giả thiếu chút nữa tuôn ra chữ tục, nhưng rất nhanh đè xuống lửa giận nói, tùy ngươi đi, các nàng đều là bình thường không có gì là người bình thường, vì sư hy vọng ngươi có thể qua người bình thường sinh hoạt. Về phần khối ngọc kia, là tàn ngọc, mặt khác sáu khối ở ngươi sáu vị sư tỷ trong tay, ta tính qua ngươi đột phá thiên cảnh sẽ có thiên kiếp, cần gom đủ cái kia sáu vị sư tỷ ngọc đem dung hợp một thể mới có thể đột phá thiên cảnh ồ lâm mục cái hiểu cái không gật đầu hỏi ngược lại sư phụ vậy còn ngươi? ai lão giả nặng nề thở dài vi sư già nhưng không phải đã chết bên ngoài đủ loại đồ nhi người không nắm chắc a à, vi sư đến ứng đối bên ngoài những người kia đi sư phụ không thể nào lâm mục lập tức nước mắt rơi như mưa bùng một tiếng quỳ gối trước mặt lão giả những đồ nhi này lỗi lầm sư phụ ngài không nên gặp khó khăn này à lão giả lại cảm khái ngàn vạn móc ra phất trần vung về phía hắn lâm mục trong nháy mắt không tự chủ được bay ngược ra ngoài sư phụ theo một tiếng kêu thê thảm quanh quẩn trong khe núi thanh âm hiền lành của lão giả lại vang lên vừa vào phàm trần sâu như biển từ nay về sau vui vẻ là người qua đường vi sư không vào địa ngục ai vào địa ngục đây lời còn chưa nói xong bên tai hắn liền truyền đến truyền âm của lâm mục sư phụ ngươi còn không có cho ta tiền đâu lão giả để tránh cho lão giả nói cực khổ lâm mục thu dọn đồ đạc tận lực rời khỏi sau núi nhưng chưa từng nghĩ sau núi cũng bị vây chật như nền cối kín người hết chỗ bất quá làm lâm mục không nghĩ tới chính là những người đó như trước tại đối với đỉnh núi một bên lôi kéo cổ quan sát một bên hô to cũng chỉ là đem hắn cho rằng một cái trên núi đốn củi thiếu niên, cũng không có ai đi chú ý hắn. Lâm Mục cũng liền thừa cơ từ trong đám người chen ra ngoài, thật vất vả mới đi tới đám người thư thất bên ngoài, hắn mới phản ứng được chính mình không biết đường. Sau đó hắn nhìn chung quanh một chút, đột nhiên phát hiện ở nông thôn đường nhỏ biên giới, đậu một chiếc Maserati, bên người còn đứng một cái mang theo kính râm cao gầy nữ nhân. Ngũ quan gần như hoàng mỹ, phối hợp với trang điểm tinh xảo có vẻ cả người đều thanh nhã tuyệt tục, da thịt như tuyết kia, hai mắt giống như một dòng nước trong, nhìn quanh, tự có một phen thanh nhã cao quý. Lâm Mục Khiên bao tải của mình hành lễ, kích động chạy tới lễ phép hỏi. Tiểu tỷ tỷ, thu phí thế nào? Chương 2 Bảy bước bên ngoài Chăm vừa nhanh vừa chuẩn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Người phụ nữ đối mặt với Lâm Mục đột nhiên nhảy ra bắt chuyện, rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó khuôn mặt xinh đẹp dưới kính trăm trở nên càng lạnh như băng. Ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Lâm Mục rõ ràng không nhìn ra sắc mặt cô sắp tràn ra tức giận, cười ngây ngô hỏi lại một lần, tôi muốn hỏi một chút, cô thu phí thế nào? Này! Mới vừa nói xong, nữ nhân không hề báo trước dơ lên ngọc thủ mãnh liệt một cái tác vung qua. Nhưng mà còn chưa rơi vào trên mặt, đã bị Lâm Mục chặn lại giữa không trung ngươi có bệnh a à, ta liền hỏi thu phí như thế nào ngươi đánh người làm cái gì? Nghe lâm mục chất vấn, cả người tiêu nghe thiếu chút nữa tức cười. Cái này miệng đầy ôn ngôn uế ngữ xú tiểu tử, lại còn dám ác nhân cáo trạng trước, nhất thời để cho nàng tức giận vọt lên. Buông tay. Lâm mục mới mặc kệ nữ nhân này có bao nhiêu xinh đẹp, đánh người chính là không đúng, trừ phi ngươi cho ta xin lỗi. Ngươi còn muốn ta xin lỗi ngươi. Tiêu nghe xem như hiểu, mình gặp phải lưu manh sơn giả rồi lúc lâm mục và tiêu nghe dây dưa không rõ xe thương vụ phía sau cách đó không xa đã có năm sáu người xuống tiểu tử lập tức buông tay cho ta lâm mục thấy thế nhất thời thất thanh mắng đệt. các người đây là xe đen a đồ hỗn trướng nam nhân trung niên dẫn đầu thấy lâm mục vẫn không chịu buông tay cùng một đám bảo tiêu phía sau móc ra côn co duỗi dùng sức vung liền hướng lâm mục vọt tới Lâm Mục thấy thế buông tiêu nghe ra, lòng bàn tay xoay một cái, vài đạo ngân châm nhanh chóng bay ra, cắm ở trên cổ chú Vương cùng với mấy bảo tiêu. Sau một khắc, vô luận bọn họ dùng sức như thế nào, thân thể cũng không nhúc nhích được một phân. Đây. Đây là thái cực hỗn nguyên thần châm. Tiêu nghe thấy bộ dáng này, mạnh mẽ tháo kính trăm xuống, mở to đôi mắt trong veo như nước, thất thanh kinh hô. Hắc. Ngươi lại biết. Lâm Mục thấy nàng nói ra tên châm pháp này, cũng có chút kinh ngạc. Châm pháp này là do thần Y Hồ lão tiên sáng chế. Sao ngươi biết châm pháp này? Tiêu Nghê lúc này thu hồi thành kiến, một lần nữa nhìn kỹ vị thiếu niên quần áo tả tơi trước mắt này. Hồ lão tiên là tam sư phụ ta, bộ châm pháp này là ta dạy hắn. Lâm Mục thấy nữ nhân này biết hàng, liền cười hì hì nói. Tiêu Nghê lại im lặng. Chỉ có phần sư phụ dạy đồ đệ nào có phần đồ đệ sư phụ bất quá những thứ này nàng trực tiếp xem nhẹ hôm nay tình hình này mời thần y hồ lão tiên rời núi cứu người đã không thực tế thiếu niên này nếu hiểu được chăm pháp như vậy nói vậy cũng kế thừa hồ lão tiên vài phần y thuật sau đó tiêu nghe thu hồi địch ý lúc trước tiểu đệ đệ ngươi đã là đồ đệ của hồ lão tiên có thể mời ngươi đến cứu một người không lâm mục nghe xong trầm tư một chút cũng tốt ta người này không thích thiếu nợ người khác ta giúp ngươi cứu người coi như là ngươi đưa ta đi gian lăng tiền xe. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, đem ngân châm trên cổ đám bảo tiêu thu hồi lại. Tiêu nghe nghe được lời của hắn, vẻ mặt lập tức cổ quái. Tiểu tử này đem nàng Maserati trở thành taxi, là tới hỏi ngồi xe bao nhiêu tiền, mà không phải hỏi nàng. Tiêu nghe nghĩ tới đây, đỏ mặt lắc đầu, mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Đám bảo tiêu cũng có thể hành động tự nhiên, nam nhân trung niên dẫn đầu lập tức xông lên nói với tiêu nghê tiểu thư tiểu tử này rõ ràng là đang gạt người không thể tin được ta không có thời gian nếu như lần này trị không hết gia gia tiêu thị tập đoàn sẽ gặp phải hủy diệt tính đã kích nhị thúc bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua phụ thân của ta đi tranh đoạt vị trí gia chủ này đến lúc đó phụ thân cùng gia gia tâm huyết đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát tiêu nghê làm ra quyết định cũng không hề thay đổi ngược lại nói với lâm mục vậy làm phiền tiểu. Tiên sinh rồi. Chú Vương cũng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn những người khác, quay lại xe thương vụ của mình. Ô tô khởi động, đoàn người liền chạy về phía Giang Lăng. Dọc theo đường đi, Tiêu Nghê và Lâm Mục ngồi ở hàng sau, vị trí lái xe thì do tài xế điều khiển. Sau khi hai người nói chuyện với nhau vài phần, Tiêu Nghê cũng biết được tên của anh, mà cô vẫn chưa tiết lộ tên của mình với Lâm Mục, chỉ nói cho Lâm Mục biết cô họ Tiêu, là tổng giám đốc một tập đoàn lớn ở Giang lăng tiểu tỷ tỷ ngươi đã ưu tú như vậy vậy ngươi giúp ta tìm người đi làm thù lao ta có thể giúp ngươi điều trị một chút thân thể lâm mục hưng phấn hỏi tiêu nghê tiêu nghê nghe xong trận trắng mắt tiểu tử này thật sự là chiếm tiện nghi một chút cũng không đỏ mặt a à. nhưng bản thân còn cầu xin hắn tiêu nghê vẫn nhẫn nại hỏi anh muốn tìm ai đương nhiên là vợ tôi lâm mục vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu sau đó từ trong bao tải đem sáu phong thư kia đưa cho tiêu nghê phương diện này là hôn ước của tôi với cô ấy còn kèm theo ảnh chụp của cô ấy tiêu nghê vừa nhìn khó hiểu hỏi ở đây có sáu phong thư phong nào là của vợ anh đều là lâm mục nói thẳng tiêu nghê giỏi lắm cho dù tiêu nghê là tổng giám đốc oai phong một cõi ở trung tâm thương mại cũng thiếu chút nữa bị lâm mục chọc cười tuổi còn nhỏ, vậy mà hoa tâm như thế. Bất quá nếu đối phương là độ đệ của hồ lão tiên, tâm cao khí ngạo một chút cũng chỉ là bình thường, dù sao tiêu nghe nạn tuyệt đối sẽ không coi trọng người như thế. Sau khi nhận thư, tiêu nghe liền không nói chuyện với Lâm Mục nữa, con ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ một trận mệt mỏi. Lâm Mục thấy thế nghiêng đầu hỏi, tiểu tỷ tỷ muốn ta giúp ngươi điều dưỡng thân thể một chút không? Câm miệng. Được rồi. Lâm Mục tiếc núi còn chưa ngửi đủ mùi cơ thể trên người tiêu nghe, vừa muốn gấp lại, lại bỗng nhiên thần sắc đại biến, một tay đem đầu tiêu nghe hướng giữa hai chân mình mãnh liệt đè xuống. Ngô ngô! Ngươi làm gì? Tiêu nghe nhất thời hoa dung thất sắc, kinh hoảng không thôi. Loãng xoảng." Không đợi tiêu nghe giận dữ mắng mỏ hắn, sau một khắc liền cảm giác mình chỗ ô tô bị một trận mãnh liệt trùng kích lực cho đụng cái lật tới lật lui. Cũng may Lâm Mục nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng phá cửa sổ ông tiêu nghê trốn ra hai người lúc này mới may mắn tránh khỏi khó khăn nhưng mà tiêu nghê chưa hoàn hồn còn chưa mở miệng đã nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm âm lãnh của chú vương cùng mấy bảo tiêu như vậy cũng chưa chết tiểu tử ngươi thật đúng là có chút bản lĩnh a à. tiểu thư xin lỗi có người cũng không muốn cho ngươi trở về tiêu nghê cảm giác đầu óc quay cuồng mái tóc rối tung rơi lạ tả có vẻ chật vật chật nhìn vừa rồi chính mình ngồi ô tô đã bị một chiếc xe cặn bã cho nghiền nát không trốn được tài xế đã bị nghiền thành cặn bã thì ra vừa rồi lâm mục là đang cứu nàng chú vương thì ra chú đã sớm bị chú hai mua chuột rồi tiêu nghe thấy tình hình này lập tức hiểu được đây là một hồi mưu sát chú vương cười lạnh từ bên hông móc ra súng lục mở bảo hiểm nhắm ngay lâm mục cùng tiêu nghe xin lỗi tiểu thư muốn trách cũng chỉ có thể trách nhị gia cho quá nhiều đồng tử tiêu nghe co rút mạnh, đối mặt với thân thể mềm mại của hồng súng đen kịp có chút run rẩy, nhưng vẫn mạnh mẽ trấn định trách mắng, cha tôi một tay đề bạc anh lên, anh cứ như vậy báo đáp ông ấy sao? Lấy tiền làm việc là điều hiển nhiên. Chú Vương cười tà, đánh giá dáng người tiêu nghe lộ ra vẻ tham lam, huống chi, trước khi làm việc này, còn có thể hưởng thụ thân thể của đại tiểu thư một chút, đời này cũng đáng, đừng để ta nói nhảm, tự mình cởi hay là ta tới bới. Tiêu Nghe cảm giác được hô hấp có chút đình trệ, ánh mắt càng thêm tuyệt vọng. Ở con đường nhỏ trong núi này, thật có thể nói là kêu trời không nên kêu đất không linh, nhưng nạn thà chết cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi cho loại vương bác đảng này. Muốn giúp không? Đúng lúc này, quần chúng ăn dưa lâm mục đột nhiên ở bên cạnh lên tiếng cắt đứt mọi người giằng co. Tiêu Nghe, chú Vương và các vệ sĩ khác đều sửng sốt, đưa mắt nhìn Lâm Mục đang ôm vẻ mặt không sao cả ai vậy đi xử lý thằng nhóc này vương thúc không nói nhảm trực tiếp để cho người trong tay đi xử lý lâm mục tiểu tử muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt nhất định phải xen vào ta biết ngươi có cái kia quỷ dị ngân châm nhưng chúng ta nơi này mười mấy người ta ngược lại muốn nhìn một chút là của ngươi châm nhanh hay là của ta thương nhanh lâm mục nghe xong cười buông tay mình xuống vỗ vỗ cười nói trong vòng bảy bước châm nhanh dứt lời ánh mắt lâm mục đột biến, trở nên sắc bén mà tràn ngập sát khí. Ngoài bảy bước, châm vừa nhanh vừa chuẩn. Sau một khắc, ngân châm trong tay hắn đột nhiên bắn ra. Chương 3 Thần tiên đều không cứu được. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy bảo tiêu cùng với chú vương ở bên trong, ngay cả một phát súng cũng không bắn ra, tất cả đều ngã xuống đất, hai mắt sung huyết, chết bất đắc dĩ ngay cả tiêu nghê cũng bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ, cầm sắp rớt xuống đất. Nàng thậm chí cũng không có thấy rõ ràng lâm mục là như thế nào xuất châm, đối phương liền toàn bộ ngã xuống. Nhìn bộ dáng khiếp sợ nói không ra lời của tiêu nghê, trên mặt lâm mục khôi phục nụ cười ngây ngô trước kia, tiểu tỷ 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 lại nợ ta một ân tình, thế nào? Tiêu nghê phục hồi tinh thần, nhìn không được nuốt nước miếng, anh làm sao làm được? Lâm mục lại khinh thường trách mắng, mười vạn cái địch nhân đứng ở trước mặt ta ta đều có thể dây bọn họ, những này tiểu lâu la tính cái rắm. Tiêu nghe thấy hắn nói đùa, căng thẳng trong lòng cũng ít đi không ít, biểu môi, chỉ biết mạnh miệng. Bất quá nàng cũng từ đấy lòng tin phục lâm mục, giết mười mấy người mặt không đổi sắc, không hổ là thần y đồ đệ. Tiên sinh, chúng ta phải nhanh chóng trở về gian lăng, chậm thì sinh biến. Tốt. Bất quá hôm nay ân cứu mạng, ngươi cần phải lấy thân báo đáp đến báo đáp ha. Lâm Mục vừa cười vừa nói. Sắc mặt tiêu nghe đỏ lên, buồn bực không lên tiếng đi về phía xe thương vụ của bảo tiêu, nhưng lúc này nội tâm cô đã sớm đập thình thịch, rốt cuộc không thể an bình lại. Bởi vì là tiêu nghe lái xe, bảo táp một đường, rất nhanh đã tới gian lăng. Lâm Mục nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, thường thường thét chói tai một tiếng, thường thường hưng phấn lôi kéo tiêu nghe hỏi đông hỏi tây, rất có cảnh tượng nông dân vào thành cảm nhận được nhiệt độ trong tay thiếu niên truyền đến, tiêu nghê lại cảm giác mình cũng không chán ghét, thậm chí còn có chút. Mừng thầm. Lúc lái xe, cô sẽ thường xuyên liếc trọng thiếu niên từ trong núi đi ra này, ngẫu nhiên phát hiện đối phương kỳ thật bộ dạng rất là thanh tú anh Tuấn, nhưng loại thanh tú anh Tuấn này lại mang theo dương cương, mang đến cho cô một loại cảm giác va chạm khó hiểu. Trong lúc suy nghĩ, bọn họ đi tới một khu biệt thự xa hoa ở Giang Lăng, tên là Tiểu Khu Long Hồ Thiên Trang. Lúc này trong biệt thự đã đứng đầy người, tự hồ đều đang chờ đợi cái gì. Tiêu Nghe cùng Lâm Mục đẩy cửa tiến vào, trong nháy mắt bị mấy chục ánh mắt tụ tập lại. Tiểu Nghe, Cuối cùng em cũng về rồi à? Một trung niên nam nhân thấy thế nên đón, nhìn bộ dáng bất quá hơn 40 tuổi, nhưng tóc mai đã có chút tái nhợt, hiển nhiên là ngày thường mệt nhọc gây nên. Ừ, con về rồi ba, ông nội thế nào rồi? Tiêu Nghe gặp đại nạn lần nữa gặp được người thân, con ngươi có chút phím hồng tình huống không tốt lắm chú hai cậu mời bác sĩ trương đang ở trên lầu trị liệu cho ông ấy trước mặt kệ những thứ này sao cậu lại làm thành như vậy tiêu lâm sơn thấy con gái mình mặc xám mày tro hoàn toàn không còn bộ dáng già dạ dặn ngày thường nhất thời đau lòng vạn phần tiêu nghe lại cười lạnh một tiếng vậy phải hỏi chú hai một chút nghe vậy tiêu lâm sơn nhíu mày quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trong sân tay cầm một cây gậy diện mạo có chút giống mình tiêu lâm ngọc nghe tiêu nghe chăm chọc khiêu khích như vậy trong mắt cũng lộ ra vài phần hàng mang nhưng rất nhanh liền che giấu lộ ra một bộ dáng tươi cười hiền lành tiểu nghe ngươi lời này nói nhị thúc liền nghe không hiểu nghe nói ngươi đi tìm thần y hồ lão tiên ta nhưng là ngựa không dừng vó mà đem trương y sư tìm tới trước ổn định lão gia tử bệnh tình đừng đến lúc đó ngươi đem thần y tìm tới người cũng đã không còn uổng phí công phu lời này vừa nói ra Tiêu Lâm Sơn sắc mặt rõ ràng trở nên có chút khó coi, nhị đệ, ngươi cứ như vậy ngóng trong cha ta chết sao? Tiêu Lâm Ngọc rõ ràng không ăn một bộ này, đại ca đây là ngươi không đúng, ta đây hoàn toàn đều là vì lão gia tử suy nghĩ, bất quá nói đi cũng phải nói lại, cháu gái không phải đi tìm thần y sao? Nghe vậy, mọi người lần nữa đem ánh mắt hội tụ đến tiêu nghe trên người, tiêu gia sinh tử tồn vong, nhưng đều lưng đeo ở trên người của nàng. Ai ngờ tiêu nghe lắc đầu, sau khi tung tích thần y hiện thế, long minh sơn đã bị vây cấm, ta căn bản không vào được. không đợi mọi người lộ ra vẻ thất vọng, tiêu nghe liền nói ngay. bất quá ta đem thần y đồ đệ mời tới, có hắn ở đây, gia gia bệnh sẽ bị trị tận gốc. nói xong một tay đem lâm mục cho đẩy tới trước mặt mọi người, lâm mục thấy tình hình này, không có chút lúng cuống, còn rất thân thiết mà khoát tay áo, chào mọi người, ta là thần y đồ đệ, ta gọi lâm mục, xin chiếu cố nhiều tất cả mọi người nhìn lâm một trẻ tuổi như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Chê cười. Tiêu lâm ngọc hoàng hồn trước, sắc mặt âm trầm dậm gậy trách mắng, cháu gái lớn, cho dù người muốn tranh đoạt gia sản, cũng không cần tìm một tên ăn mày đến thật giả lẫn lộn chứ. Đúng vậy, nhìn hắn cái này bộ đức hạnh, còn thần y đồ đệ, không lấy được cơm ăn, liền đi ra lừa gạt. Tuổi còn trẻ một tiểu tử có tay có chân, làm gì không tốt nhất định phải làm giang hồ lừa đảo. Theo tiêu lâm ngọc làm khó dễ, người của tiêu gia cũng bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí với lâm mục. Lúc này từ trong đám người đi ra một thiếu nữ tuổi thanh xuân, nhìn bộ dáng này cùng tiêu nghề lớn lên có vài phần tương tự, nhưng trong mắt lại tràn ngập lệ khí, chỉ thấy nàng đi tới trước mặt lâm mục chỉ vào mũi hắn liền mắng. Bổn tiểu thư cho ngươi năm giây, lập tức biến mất, nếu không ta đem tứ chi của ngươi phế đi, ném ra cho chó ăn nói xong còn không tính trút giận, ngược lại đối với tiêu nghe chăm chọc nói. Ngươi muốn tìm tiểu bạch kiểm đến cho đủ số, tốt xấu gì tìm cái ra dán lại đây, ngươi xem hắn này bẩn thiểu bộ dáng, không chừng còn có bệnh đâu, ngươi cũng thật là không kén ăn a, à. nhìn xem, nhìn xem này bao tải, không biết còn tưởng rằng là hắn nhặt phân ăn công cụ đâu, thối chết người. Nghe con gái tiêu lâm ngọc, tiêu dung dung chửi rủa không biết giữ mồm giữ miệng, sắc mặt tiêu nghe và tiêu lâm sơn đều trở nên càng âm trầm vừa muốn khiển trách ngược lại nàng. Bốp. Lâm Mục không hề báo trước một cái tác tác vào mặt tiêu dung dung, người sau thuận thế ngã xuống đất, lực đạo to lớn trực tiếp tác nát mặt của nàng, máu tươi trong nháy mắt chảy xuôi đầy đất. Không biết nói tiếng người về sau liền học chó sủa, ta còn có thể đảm đương một hồi yêu chó nhân sĩ, cho người ném mấy cái xương cốt. Thần sắc Lâm Mục lạnh như băng, hoàn toàn không còn hiện lành như vừa rồi. Tiêu dung dung ông lấy khuôn mặt chảy máu không ngừng của mình, nhất thời cảm giác được một trận đau nhức kêu thảm thiết mặt của ta mặt của ta dung dung tiêu lâm ngọc thấy nữ nhi của mình bị hủy dung nhất thời phẫn nộ đứng dậy nhìn về phía lâm một vẻ mặt âm trầm đồ chó ngươi dám đã thương nữ nhi của ta hôm nay nếu là để cho ngươi đứng đi ra ngoài ta liền không tính xoẹt 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 lời còn chưa dứt đột nhiên một cây ngân châm bay tới cắm vào dây thanh quản của tiêu lâm ngọc thanh âm của tiêu lâm ngọc im bặt con ngươi hoảng sợ trừng lớn ông cổ vô luận như thế nào cũng không phát ra âm thanh còn có ai muốn nghi ngờ y thuật của ta ai cũng không nghĩ tới lâm mục lại hung ác như thế người tiêu gia khác trong nháy mắt an tĩnh lại không tự chủ được lui về phía sau một bước sợ hắn lan đến mình thấy không ai đi ra ngăn cản lâm mục cảm thấy rất không thú vị ngược lại nhìn tiêu nghe lần nữa lộ ra nụ cười rạng rỡ của cậu bé tôi có thể đi vào chữa bệnh cho bệnh nhân chưa thân thiện như thế, cùng vừa rồi như hai người khác nhau. Nhưng... Được rồi, mời bên này. Mặc dù đã sớm thấy qua thủ đoạn của Lâm Mục, nhưng tiêu nghề vẫn không nhìn được có chút hoảng sợ. Tên này cũng quá bá đạo. Bất quá vừa nghĩ tới hắn là vì mình trút giận, trong lòng tiêu nghề nhất thời hiện ra một chút ấm áp. Sau đó liền mang theo hắn ở trước mắt bao người lên lầu hai biệt thự, những người khác thấy thế cũng không để ý tới thảm trạng cha con tiêu Lâm Ngọc, cùng nhau lên lầu. Sau khi tiêu nghề mang theo Lâm Mục đi vào phòng, phát hiện một lão nhân gầy như que củi, hấp hối đang nằm ở trên giường, chính là gia chủ tiêu gia tiêu trấn chung. Mà bên cạnh có một bác sĩ mặc áo bơ lưu trắng, đang chăm vào đầu anh. Lâm Mục lập tức lên tiếng ngăn lại nói, ngươi này một chăm đâm xuống, thần tiên đều cứu không được bệnh nhân. Chương 4 Loại này rác rưởi chăm phát. Tiễn đưa ngươi chính là bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bác sĩ Trương bị lâm mục cắt đứt thi châm, quay đầu nhìn về phía người vừa mới quát ngừng hắn dĩ nhiên là một tiểu tử nông thôn, nhất thời cảm thấy không vui. Ngươi là ai? Vì sao phải cản trở ta cứu chữa bệnh nhân? Lâm mục thản nhiên nói, ta là tới ngăn cản ngươi thân bại danh liệt ngươi. Tiêu nghe lúc này tiến lên nói, Trương y sư, vị này là ta từ Long Minh Sơn mời tới thần y đồ đệ, lần này là tới giúp gia gia xem bệnh vừa nghe hắn tới cướp bát cơm sắc mặt trương lâm sinh trong nháy mắt liền không nhịn được tiêu tiểu thư tiêu gia các ngươi đây là có ý gì dù sao dưới sự cứu chữa của ta lão gia tử cũng kéo dài tuổi thọ nửa năm cho dù các ngươi không tín nhiệm y thuật của ta cũng không nên lấy một tiểu tử như vậy đến nhục nhã ta chứ cái gì bệnh này ngươi nửa năm cũng không chữa khỏi lâm mục lại thập phần kinh ngạc cảm thán nói nói ngươi là lan băm cũng đề cao ngươi trương lâm sinh nói như thế nào cũng là danh y nổi tiếng ở hoa hạ sao có thể chịu được vũ nhục như vậy ném ngân châm trong tay giận dữ nói ngươi là cái thá gì mà dám nghi ngờ y thuật của ta ta cũng không có nghi ngờ lâm mục nhún vai ta căn bản không có đem y thuật của ngươi để vào mắt điên cuồng thật điên rồ lời này của lâm mục làm cho người tiêu gia ở đây đều thay đổi sắc mặt ngay cả tiêu lâm sơn cũng có chút ngồi không yên tiến lên hòa giải nói trương y sư tiểu tử khó tránh khỏi tuổi trẻ khí thịnh ngươi đừng tức giận hiện tại cho lão gia tử xem bệnh quan trọng nhất đến đều đã tới nếu không liền làm phiền hai vị cùng nhau phân tích một chút bệnh tình tranh thủ cùng nhau ra cái phương án trị liệu trương lâm sinh âm dương quái khí nói hắn chính là thần y đồ đệ ta loại này tiểu y sư không có tư cách cùng hắn cùng nhau phân tích bệnh tình nói xong còn không quên bổ sung một câu đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi lòng mình dưới chân núi tự xưng thần y đồ đệ tùy tiện bắt mười cái thì có chín cái muốn ta trị liệu vẫn là hắn trị liệu chính các ngươi xem mà làm cái này nghe hắn nói như vậy tiêu lâm sơn lại không tự tin quay sang nhìn tiêu nghê tiêu nghê ngầm hiểu nhẹ nhàng kéo lâm mục một, một chút sau đó nói với trương lâm sinh đã như vậy vậy thì mời bác sĩ trương trị liệu cho ông nội tôi trước đi Tôi để Lâm tiên sinh hiện tại một bên quan sát quan sát. Lâm Mục ngẩn người, sau đó liền nghe được Tiêu Nghê ghé sát bên tai nhỏ nhẹ nói, Trương Lâm sinh là toàn quốc quyền uy chữa bệnh chuyên gia, đắc tội hắn, chính là đắc tội gian lăng toàn bộ chữa bệnh hệ thống, ngươi nhẫn nại một chút. Nói xong còn lộ ra biểu tình khẩn cầu với hắn, Lâm Mục thấy thế không khỏi bật cười, cô gái này. Lại còn có một mặt đáng yêu. Sau đó hắn thông qua truyền âm cho Tiêu Nghê nói ra, ta không có nói giỡn, hắn kia một châm đi xuống, thần tiên đều cứu không trở về. Hả? Tiêu Ngê nhất thời giật mình, vừa muốn ngăn Trương Lâm Sinh lại phát hiện người sau không biết từ lúc nào đã về tới bên giường, đâm một mũi kia vào lão gia tử. Xong rồi. Tiêu Ngê chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nhưng mà làm bọn họ không nghĩ tới chính là, sau khi châm này đâm xuống, hô hấp của Tiêu Trấn Chung lại thông thuận điện tâm độ cũng theo đó khôi phục bình thường. Điều này làm cho người ở đây thở phào nhẹ nhõm, theo đó cũng khinh bỉ lâm mục. Còn tưởng rằng tiểu tử này có bao nhiêu bản lĩnh, còn không phải lấy lòng mọi người thăng hề. Nhờ có trương bác sĩ, nếu không hôm nay còn không biết sẽ bị ta cái này vô dụng cháu gái lớn gây bao nhiêu họa đi ra. Trương lâm sinh thấy thế cũng buông tảng đá treo trong lòng xuống, liếc lâm mục một cái, trong mắt tràn ngập khinh thường nhưng mà còn không đợi hắn đắc ý bao lâu tiêu trấn chung nằm ở trên giường đột nhiên trừng to hai mắt ngay sau đó cả người liền co quắp điện tâm độ cũng theo đó thành một đường thẳng tắp sao sao có thể như vậy trương lâm sinh cũng bối rối hắn rõ ràng cũng đã đem mạng của lão gia tử treo trở về tại sao lại xuất hiện loại tình huống này tiêu nghe thấy thế quá sợ hãi kinh hoảng kéo lâm mục nói tiên sinh xin ngài cứu gia gia chỉ cần ngài có thể cứu Gia Gia, ngài muốn tôi thế nào cũng được. Lâm Mục Tự Hồ cũng đã sớm chuẩn bị tốt như vậy, ở trước mắt bao người đi tới trước mặt Tiêu Trấn Chung, vương ngón tay đặt ở trên đầu Tiêu Trấn Chung nhẹ nhàng điểm một chút, Tiêu Trấn Chung trong nháy mắt liền an tĩnh lại, điện tâm đồ cũng theo đó khôi phục lại. Ngay sau đó Lâm Mục Trúc Ngân chăm ra, hướng toàn thân lão gia tử đâm tám đạo, cuối cùng một cây rót vào chân khí, chuẩn bị trong chốc lát trực tiếp đâm ở trên đầu của hắn sau một khắc. Tiêu trấn chung đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, lại để cho mọi người quá sợ hãi. Gia gia. Ba. Nhưng mà ngay tại thời điểm mọi người muốn đối với Lâm Mục Thanh đòi, dĩ nhiên ngạc nhiên phát hiện sắc mặt tái nhợt của tiêu trấn chung dĩ nhiên hiện ra một vòng hồng nhuận. Lâm Mục lúc này vương đầu, cẩn thận quan sát một chút, ngay sau đó liền từ trên cổ hắn kéo xuống một khối ngọc màu đen, hiện ra trước mặt tiêu nghe nói. Lão gia tử không phải bị bệnh mà là bị người cho hạ độc chú, loại độc chú này sẽ xâm chiếm thân thể người, thủ đoạn phi thường không thể trị liệu. Tiêu nghê cùng tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, là ai sẽ ác độc như vậy? Lâm Mục thản nhiên cười nói, nhìn xem khối độc ngọc này là ai tặng không được sao? Là nhị thuốc sao? Tiêu nghê biến sắc. Tiêu Lâm Sơn lắc đầu nói, khối ngọc này là lúc trước ba đi thiên hải lấy được, cũng không phải nhị đệ tặng đây là chuyện của các ngươi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Lâm Mục cười đứng dậy, vừa muốn rời đi, đã thấy Trương Lâm sinh quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt lộ ra vẻ khó tin hỏi. Dám. Xin hỏi tiên sinh, vừa rồi ngươi thi triển cửu châm hoàng hồn thuật thất truyền đã lâu. Lâm Mục ngẩn người, lập tức cười nói, vừa rồi nói ngươi không bằng lan băm, là lỗi của ta, có thể nhận ra thuật này, có thể xem như được xưng tụng lan băm thần y xin thứ cho tội bất kính vừa rồi của ta. Khẩn cầu thần y có thể bất kể hiềm khích lúc trước, thu ta làm đồ đệ. Trương Lâm sinh lần này đối với Lan Băm xưng hô không có chút nào khó chịu, ngược lại kích động đối với Lâm Mục trực tiếp dập đầu. Ở trước mặt Lâm Mục, hắn không phải Lan Băm thì là cái gì? Ta không có hứng thú thu đồ đệ, chăm pháp trác rưỡi này ngươi muốn học, cho ngươi chính là. Lâm Mục thấy thế chán ghét phất phất tay, nói xong từ trong bao tải của mình lấy ra quyển cửu châm hoàng hồn kia ném rác rưởi cho trương lâm sinh trương lâm sinh nhận lấy lại như nhặt được chí bảo nâng ở trên tay sợ làm hư hỏng sách vở trong mắt tản ra quang mang kích động mọi người nhìn cảnh tượng này nhất thời trên mặt lộ vẻ cổ quái vừa rồi còn có người nói lâm mục trong bao tải chiếu phân nhưng hiện tại đồ vật tùy tiện lấy ra đều bị trương lâm sinh ngày thường bọn họ vô cùng kính trọng trở thành chí bảo loại chăm chọc này khắc ở trên mặt nóng rác đau. Đa tạ sư tôn. Quỳ tạ sư. Không đợi trương lâm sinh khấu tạ, trước mặt làm sao còn có bóng dáng của lâm mục. Tiêu nghê cũng bị lâm mục đột nhiên rời đi cảm thấy kinh hoảng, nhưng tìm một vòng, mới biết được hắn đích xác đi rồi. Nhất thời một cổ tâm tình xuống dốc chưa từng có sông lên đầu. Lúc này Tiêu Lâm Sơn đi tới vỗ bả vai của nàng hỏi, nữ nhi a à, người này ngươi là từ đâu tìm tới? Cao nhân như thế, về sau nhất định phải thăm giao a. À? Ai, cha, nữ nhi ngược lại muốn, nhưng nhưng người ta đã có hôn ước trong người, đúng rồi. Tiêu nghe tự hồ nhớ tới cái gì, lập tức lấy ra mấy phong thư lâm mục đưa cho cô. Hắn muốn ta giúp hắn tìm người, cũng không biết muốn tìm người nào. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Lâm Sơn, nàng đem từng phong thư đều hủy đi. Nhưng khi cô nhìn thấy cô gái trong những bức ảnh này, cả người cô đều trợn tròn mắt. Lý Nhã Phỉ, nữ minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay. Thẩm Tâm Nhu, bác sĩ trẻ tuổi tài cao nhất cả nước. Trần Vi Vi, cường giả võ đạo trẻ tuổi nhất cả nước. Sở Lâm, thượng tướng hoa hạ trẻ tuổi nhất. Liễu Nhược Tuyết, mặc dù không biết, nhưng nhìn ảnh chụp cũng là nữ thần cấp bậc nhân vật. Tiêu Nghe thấy thế nhất thời dở khóc dở cười, những nữ nhân này, người nào không phải là nhân tài kiệt xuất trong nhân loại nhưng mà Lâm Mục lại đem các nàng trở thành vợ có hôn ước. Nhất thời, cô cảm thấy Lâm Mục đang trêu chọc cô. Sau đó nàng ông tâm linh tò mò, mở ra phong thư thứ sáu, vẽ mặt trong nháy mắt cứng đờ. Đây là... Tôi. Chương 5 Ta là người chưa về nhà chồng sư tỷ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau khi Lâm Mục từ tiêu gia đi ra, Nokia trong túi đột nhiên vang lên. Lâm Mục cũng không nhìn, sau khi nhận mấy cười hắc hắc nói, "Nếu không Đồ Nhi vẫn là trở về trên núi đi, trong thành thì không vui." Số điện thoại này chỉ có sư phụ hắn biết. Quay lại cái đầu ngươi. "Hảo hảo đãi Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm dồn dập của lão giả, "Đồ Nhi ngoan, nghe cho kỹ, sư phụ bên này đã xảy ra chuyện." Lâm Mục dừng bước, nhất thời mặt lộ vẻ sắc bén, "Đã xảy ra chuyện gì?" tuy rằng hắn cùng lão giả quanh năm cãi nhau đã quen nhưng tình cảm thầy trò có thể nói là tình thâm nghĩa trọng nếu lão giả xảy ra chuyện gì hắn nhất định sẽ không chút do dự chạy về cứu hỏa cũng không có chuyện gì chính là những người đó nhìn thấu vi sư thân phận bọn họ đều biết những chuyện kia không phải vi sư làm là ngươi làm lâm mục kháo lão đầu ngươi lừa ta a à? đã nói thay hắn đi chịu tội rồi mà hắn bị đuổi xuống núi vô ích ngươi cũng đừng ủ rũ như vậy nhiều lắm chính là kế thừa y bác của những sư đệ ta dù sao các sư thúc ngươi mỗi ngày đều muốn ngươi kế thừa thế lực lúc còn sống của bọn họ ngươi coi như tận hiếu ủy khuất một chút lão giả không cho là đúng cười cười nhưng lâm mục sau khi nghe xong cả người đều không tốt sư phụ người không thể như vậy a à. ta còn nhỏ làm sao có thể bị những cực khổ kia cho giết hại đây ai ngờ lão giả không hề cố kỵ hắn sụp đổ vì sư cuộc sống cũng không khá hơn chút nào ai 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 mùi tử nơi này có bảo bối ngươi không thể loạn hút a à. trước không nói cứ như vậy chính ngươi tự giải quyết cho tốt a à. bốp không đợi lâm mục kịp phản ứng lão giả trực tiếp cút điện thoại chỉ để lại hắn hỗn độn trên không trung nửa ngày sau nghe được lâm mục trích gào. lão già khốn kiếp ta con mẹ nó đinh nói còn chưa mắng xong, trên điện thoại di động nhận được một tin nhắn. Đồ nhi, ngươi những sư tỷ kia đều đã biết ngươi xuống núi tin tức, vi sư đem hình dạng của ngươi tin tức đều phát cho các nàng, không bao lâu nữa các ngươi liền có thể nhận nhau, sư tỷ đệ phải hảo hảo ở chung nha. Lâm Mục Thôi, đi tìm vợ trước đi. Không, tìm sư tỷ đi. Lâm Mục đối với lão giả vô lại hành vi, cảm thấy hết sức khinh thường, nhưng hiện tại người tại xa lạ trong đô thị, hắn chỗ nào cũng không đi được chỉ có thể đi một bước nhìn một bước sau đó hắn dựa theo chỉ thị của lão nhân đi tới trung tâm cbj phồn hoa nhất trung tâm thành phố giang lăng nhìn tòa nhà văn phòng cao vút trong mây lâm một cảm giác được mình nhỏ bé giống như một con kiến hôi ngay sau đó anh khiêng bao tải đi về phía đại sảnh văn phòng dám vào đại sảnh đã bị bảo vệ ngăn lại vẻ mặt chán ghét xua đi ai nơi này không thu phế phẩm đi một chút đi thu phế phẩm lâm mục hơi sững sờ sau đó đánh giá bảo vệ kia một cái cười ngây ngô nói ta xác thực không thu ngươi cái phế phẩm này ta là tới tìm vợ ngươi dám mắng ta bảo vệ vừa nghe hắn mắng mình là phế phẩm trên mặt lập tức lộ ra vẻ hung ác rút dùi cui điện bên hông đi lên phía trước mắng tiểu tử ngươi có biết đây là địa phương nào không đây là tập đoàn tiêu thị tới phiên ngươi dương oai ở chỗ này sao? nếu không cút đi, ta đánh gãy chân chó của ngươi. nhưng mà vừa mới nói xong, lâm mục đột nhiên một cước đá vào bụng hắn, toàn thân bảo an trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đập lật cái bàn. nghe được đồng tĩnh này, tất cả ánh mắt trong đại sảnh đều bị hấp dẫn. mà lâm mục lại không hề sợ hãi, chỉ vào bảo vệ hét lên với người trong đại sảnh. này, đây là chó nhà ai nuôi a à, cắn ta rồi nói xong còn thấp giọng than thở một tiếng thành phố lớn chính là không giống nhau ta dùng chó hộ viện bọn họ dùng người khí diễm kiêu ngạo ương ngạnh như thế trong nháy mắt đem tin anh công sở ở nơi làm việc đều chấn động ngay người tạch 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 đúng lúc này một nữ nhân yểu điệu mặc váy bó mông đeo kính gọng đen chân đi giày cao gót đi tới lạnh lùng hỏi ngươi là ai lại dám gây sự ở tập đoàn tiêu thị ánh mắt lâm mục trong suốt đánh giá nữ nhân từ đầu đến chân. Không thể không nói dáng người phụ nữ trong thành phố thật sự rất đẹp, mặc dù không lạnh lùng tuyệt sắc như tiêu nghê, nhưng cũng có lồi có lõm, ngũ quan thanh lệ, trên ngực còn treo bản công nhân, trên đó viết no. 10. Cố Tiểu Du Cố Tiểu Du bị ánh mắt không chút kiên dè của hắn đánh giá mà cả người sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời càng lạnh lùng, ăn mày ở đâu ra? Cút ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Lâm Mục bị cô quát lớn, vẻ mặt mơ hồ. Ơ, ờ, chó trông coi cửa lớn các người còn xứng với được cái sao? Cố Tiểu Du bị hắn mắng là chó cái, cho dù là rèn luyện hàng ngày cũng hoàn toàn không nhịn được. Quay đầu quát vào bộ đàm. Bộ phận an ninh đều tới đây cho tôi. Nơi này có người gây chuyện. Xoẹt xoẹt. Không đến một phút đồng hồ, lập tức liền xông lên mười mấy cái mang theo trang bị phòng nổ bảo an, đem Lâm Mục cho vay lại. Các người làm gì vậy? tôi chỉ tới tìm vợ tôi thôi mà lâm mục bị địch ý của những người này làm cho không hiểu hắn cũng không làm gì à những người này tại sao phải nhằm vào hắn tìm vợ anh cố tiểu du cao mày hỏi vợ anh là ai lâm mục lấy di động ra lật một hồi lâu sau nhất thời cười nói à có người vợ này là tiêu thị tập đoàn tổng giám đốc gọi tiêu nghê lời này vừa nói ra mọi người đều vô cùng khiếp sợ lập tức xì mũi coi thường tiêu tổng của chúng ta mặc dù là gian lăng đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc nhưng cũng không phải loại này mặt hàng có thể làm bẩn đi người theo đuổi tiêu tổng chúng ta từ gian lăng đều xếp hàng đến thiên hải mỗi người đều là danh môn thế gia tiền lương thiếu gia hắn tính là cái gì cây thông a à? ha ha lại điên rồi lần này cái này cũng quá không lọc mắt lâm mục thấy bọn họ không tin vội vàng giải thích tuy rằng chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng chúng ta có hôn ước a à? chê cười Cố Tiểu Du còn tưởng rằng trong miệng chó của anh có thể phun ra ngà voi gì đó, không ngờ lại nói ra những lời như vậy, trực tiếp bị cô chọc giận nở nụ cười, sáng sớm anh lấy chúng tôi ra đùa đúng không? Đuổi ra ngoài. Xe. Ngay khi những bảo vệ này muốn vây công Lâm Mục, ngoài cửa đột nhiên dừng lại một chiếc mây bát thương vụ, ngay sau đó tiêu nghe liền từ trên xe đi xuống, sau khi nhìn thấy đại sảnh bị ngăn chặn cùng với Lâm Mục bị người vây quanh, nàng đầu tiên là sửng sốt sau đó vội vã đi qua bên này. Cố Tiểu Du sau khi nhìn thấy Tiêu Nghe lập tức đáp lời, "Xin lỗi Tiêu tổng. Tên ăn mày này tinh thần có chút vấn đề, ngài dịch bước cửa sau đi vào, tôi lập tức xử lý." Ai ngờ Tiêu Nghe giống như là không có nghe được lời của nàng, lấy tay đẩy nàng ra sau đó đường kính hướng Lâm Mục đi tới. Mọi người thấy thế đều vui sướng khi người gặp họa. Ha ha, tiểu tử này xui xẻo rồi. Lúc trước có một thiếu gia tuyên bố với bên ngoài hắn cùng tiêu tổng ngủ một đêm, tiêu tổng ngày hôm sau liền cho hắn một kích đoạn tử tuyệt tôn thối. Đáng đời hắn xui xẻo, ai bảo hắn muốn cốc ghẻ ăn thịt thiên nga chứ? Lâm Mục thấy là người quen, lập tức muốn tiến lên giải thích nói, tiểu tỷ tỷ, người tới vừa vặn, người mau nói cho bọn họ, ta không phải người xấu, ta thật sự là tới tiền. Nhưng mà lời còn chưa dứt, tiêu nghê bỗng nhiên vương hai tay ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thế nhưng đem Lâm Mục trực tiếp ôm vào trong ngực, hơn nữa dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu nói ra. Tiểu Mục Ta chính là luật sư tỷ chưa qua cửa của ngươi. Chương 6 Chúng ta hợp thể A, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Kinh Sốc Lúc này trên đại sảnh, một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngay cả hô hấp đều thiếu chút nữa quên, cứ như vậy ngơ ngác nhìn tiêu nghe đem lâm mục ôm ở trong song phong của mình. Lâm Mục cảm giác được hai ngọn núi chặn mũi của mình, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, liều mạng dãy dụ đi ra sau đó dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn tiêu nghe. Tiểu tỷ tỷ, tỷ. Tỷ chính là tổng giám đốc tập đoàn tiêu thị. Vợ ta. Phi, sư tỷ ta. Ánh mắt tiêu nghe cưng chiều, nhưng cũng không giải thích gì, ngược lại thản nhiên nói với cố tiểu du. Hắn là sư đệ của ta, cũng là ta. Quên đi, tóm lại các ngươi biết là được từ hôm nay trở đi hắn có thể tùy ý ra vào nơi này không được ngăn cản biết chưa tiểu du nói xong liền mang theo lâm mục đi vào thang máy cũng không cho mọi người thời gian tiêu hóa cố tiểu du từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại nhưng trong đầu vẫn ong ong vang lên chỉ là mở to hai mắt khó có thể tin nhìn bọn họ rời đi nỉ non nói cái này tiểu tử này thật sự là tổng giám đốc cô liều mạng lắc đầu cho rằng mình còn sống trong mộng nhưng phát hiện những người khác không khá hơn cô. Tiêu tổng, chờ tôi một chút. Cố tiểu du lập tức đuổi theo, sau khi cô đi, trong đại sảnh đã sớm nổ tung. Chỉ chốc lát sau, tiêu nghe liền mang theo lâm mục đi tới văn phòng của mình, đem thân phận của mình hoàn toàn công khai với hắn. Gia Gia sau khi tỉnh, nói cho ta biết kỳ thật còn có năm cái sư tỷ cùng một cái sư đệ, đều là sư tổng Long Minh Sơn, nhưng chúng ta lẫn nhau lại không quen biết, duy nhất điểm giống nhau là năm đó chúng ta đều thân mang bệnh nặng nếu không phải là đại sư phụ dùng tiểu mục máu của ngươi cứu chúng ta chúng ta mới có thể tiếp tục sống trên đời cho nên năm đó các sư phụ đều tự tiện cho ngươi cùng chúng ta đính hôn nói tới đây khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của tiêu nghe nổi lên một tia đỏ rực trước đó nàng vốn đối với thiếu niên thân mang tuyệt kỷ này có một tia hảo cảm như vậy hiện tại biết mình còn có quá khứ như vậy trong lòng nàng càng nổi lên gợn sóng không thể xóa nhòa Nghe đến đó, Lâm Mục cười ha hả nói. Không nghĩ tới ta xuống núi chuyện thứ nhất, vậy mà còn cứu gia gia của mình, quả nhiên người tốt chính là có hảo báo nha. Nghe Lâm Mục trực tiếp nhận người thân, trên mặt tiêu nghe hồng nhuận lại thẩm thấu vài phần, tự như một tiểu nữ sinh đang yêu, làm sao còn có bộ dáng cao lãnh như ngày thường. Lập tức nàng chậm rãi đứng dậy, lần nữa đi tới trước mặt Lâm Mục ôm vào trong ngực của mình, trong con ngươi hàm chứa lệ nóng. Tiểu Mục, cảm ơn ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh, càng là cho chúng ta cứu vớt chúng ta tiêu gia. Lại là, Sơn Phong quen thuộc khiến Lâm Mục không thở nổi, nhưng lần này hắn cứng rắn nặng mặt, nhìn tiêu nghe nói. Lục sư tỷ chúng ta hợp thể đi. Lời này vừa nói ra, Lâm Mục rõ ràng có thể cảm giác được thân thể mềm mại của tiêu nghe rung lên. Ngay sau đó nàng dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn khuôn mặt Lâm Mục trong lòng sắp chảy máu. A, à, liền. Ngay tại chỗ này sao? quá quá nhanh đi không nhanh à một chút là tốt rồi ta cũng là lần đầu tiên còn không quá thuần thục lâm mục chớp chớp mắt trong suốt nhìn tiêu nghê tiêu nghê sau khi nói ra những lời này nhất thời cảm giác đại não có chút thiếu dưỡng khí ngượng ngùng nhất tả thiên lý nàng làm sao có thể nói ra loại lời này đều là lần đầu tiên vậy chúng ta nghiên cứu cho tốt lâm mục hưng sông lên nói hai mắt lộ ra khát vọng tò mò còn phải nghiên cứu tư thế sắc mặt tiêu nghe đỏ bừng khẽ cắn đôi môi đỏ mộng đáp ứng nhìn chung quanh cô còn chưa từng ở văn phòng nơi kích thích như vậy sư đệ cái này cái này không tốt lắm đâu tuy nói như thế nhưng tiêu nghe thân thể cũng rất thành thật thậm chí đều chậm rãi nhắm mắt lại tổng giám đốc hội nghị khẩn cấp tiêu lâm ngọc và tiêu dung dung đều dẫn theo người của hội đồng quản trị đúng lúc này cố tiểu du đột nhiên cầm trong tay một đống tư liệu xông vào văn phòng nói được một nửa đột nhiên dừng lại lạch cạch toàn bộ tư liệu rơi xuống đất miệng còn nói những lời chưa nói xong đến hưng sư vấn tội rồi tiêu nghe kinh hô một tiếng lập tức đẩy lâm một vẻ mặt mơ hồ ra nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình cố gắng duy trì trấn định hỏi cố tiểu du tôi biết rồi bảo bọn họ đến phòng họp chờ là được nói xong cô không dám đối diện với lâm mục lung tung cầm tài liệu trên bàn lên dẫm giày cao gót hốt hoảng thoát khỏi nơi này không biết thư ký cố tiểu du đi theo phía sau đã sớm hỗn độn nàng chưa từng thấy tiêu nghê luôn luôn cao lãnh lại ngạo khí có vẻ mặt như vậy hơn nữa còn ở văn phòng lâm mục thấy tiêu nghê cũng rời đi không khỏi sờ sờ gáy ta cũng chỉ muốn xem khối ngọc kia có thể khép lại hay không lục sư tỷ đang làm gì vậy lúc tiêu nghe vào phòng họp tuy rằng trên mặt còn đỏ ửng nhưng vẻ mặt đã khôi phục lại cao quý lạnh như băng ngày xưa nhất là khi cô nhìn thấy tiêu dung dung trên mặt buộc băng vải cùng tiêu lâm ngọc vẻ mặt âm trầm cô cảm thấy cửa ải hôm nay hẳn là không tốt lắm quả nhiên hội nghị vừa mới bắt đầu tiêu lâm ngọc liền dẫn đầu làm khó dễ cháu gái lớn a tuy rằng lão gia tử hiện tại khôi phục nhưng hắn đã khó có thể đảm nhiệm vị trí chủ tịch cho nên vừa rồi ta đã trải qua sự cho phép của hắn vị trí chủ tịch kế tiếp liền do ngươi cùng dung dung trong lúc đó chọn lựa một cái nếu là ông nội quyết định ta tự nhiên nghe theo chẳng qua dung dung chưa từng quản lý qua công ty chỉ sợ nàng không quá thích hợp lúc này tiêu nghe ngồi thẳng tắp trên ghế khí thế của nữ cường nhân toàn bộ khai hỏa hoàn toàn không giống tư thái tiểu nữ sinh vừa rồi ở trước mặt lâm mục thấy nàng trực tiếp cự tuyệt tiêu lâm ngọc cũng không tức giận trong nụ cười mang theo âm lãnh tuy nói như vậy nhưng ngươi cũng chưa chắc là vừa mới bắt đầu sẽ quản lý đây không phải còn có ta sao hơn nữa dung dung mặc dù là giấy trắng một tờ nhưng nạn ít nhất không có sai lầm không giống ngươi tiêu nghe nghe xong khẽ nhíu mày nhị thúc có ý gì hừ có ý gì tiêu lâm ngọc cũng không hàng huyên nữa hừ lạnh một tiếng quay đầu nói với các cổ đông khác tập đoàn tiêu thị năm nay lợi nhuận giảm xuống một nửa anh đã là tổng giám đốc, thì có trách nhiệm không thể trốn tránh. Tiêu Nghe nhìn chầm chầm Tiêu Lâm Ngọc nói, năm nay giá thị trường thế nào, chắc hẳn chú hai hiểu rõ hơn ai hết, các công ty cùng cấp bậc với chúng ta đều đã mắc nợ, mà năm nay cháu còn tạo ra lợi nhuận cho tập đoàn, có gì sai đâu. Huống hồ, ngươi vốn là có cơ hội cùng Lý Gia đạt thành hợp tác, nhưng cũng là bởi vì ngươi không có đi đến Lý Gia thiếu gia thương vụ yến hội, dẫn đến Lý Gia tài chính chậm chạp không vào được lúc này mới dẫn đến năm nay tập đoàn lợi nhuận ít ỏi như thế, tổn thất thảm trọng. Nói tới đây, hắn chậm rãi đứng dậy, nói với những cổ đông kia, cho nên ta đề nghị, bãi miễn tiêu nghe vị trí tổng giám đốc. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tiêu nghe hoàn toàn lạnh như băng. Chương 7 Còn có ai muốn bãi miễn nàng? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tiêu nghe xem như thấy rõ ràng, Tiêu Lâm Ngọc ngoài miệng nói muốn cho nàng cùng Tiêu Dung Dung cạnh tranh vị trí chủ tịch, trên thực tế là vì mục đích muốn bãi miễn nàng. Cô ngay cả chức vị tổng giám đốc cũng không có, nói gì đến tranh cử chức vị chủ tịch. Bất quá Tiêu Nghe coi như là người đã trải qua đại trang diện, đối mặt với sự hùng hổ dọa người của Tiêu Lâm Ngọc, ngón tay ngọc của nàng gõ nhẹ mặt bàn, ngữ khí lạnh như băng nói: nhị thúc, ngươi hẳn là cũng biết Lý Hạo Kiệt căn bản cũng không phải tìm ta trao đổi, hắn là mục đích gì? ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Lý gia thiếu gia Lý Hạo Kiệt là giang lăng thành phố nổi danh hoa hoa công tử, ỷ vào chính mình có quyền có thế không biết đùa bẩn bao nhiêu nữ nhân. Cả thành phố Giang Lăng, ai không biết Lý Hạo Kiệt có tâm tư lệch lạc với Tiêu Nghê cô. Hắn mời Tiêu Nghê đi trao đổi hợp tác. Mục đích không cần nói cũng biết. Thương vụ đàm phán, vốn là như thế, vì tiêu thị tập đoàn tương lai, ngươi ngay cả điểm ấy hy sinh cũng không nguyện ý trả giá, mọi người làm sao tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm chủ tịch chức vị. Đúng vậy, Lâm Ngọc Tổng nói không sai. Lúc này cổ đông Lưu Hải đứng dậy, chỉ trích tiêu nghe. Lý gia trên tay đầu tư, nhưng là liên quan đến đến tiêu thị tập đoàn sinh tử tồn vong, ngươi nếu là ngay cả cái này danh sách đều cầm không xuống, nói gì về sau. Đúng vậy, tiêu tổng giám đốc, nên hy sinh thời điểm, phải hy sinh, mọi người đều dựa vào số tiền này mừng năm mới đâu huống chi chỉ là cùng lý thiếu ăn một bữa cơm là có thể quyết định chuyện cớ sao không làm chứ chủ tịch vị trí cũng không phải trò đùa ngươi nếu là không có loại này giác ngộ ta xem vẫn là chọn người khác đi tổng tài vị trí ngươi cũng đừng làm nữa nghe mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí sắc mặt tiêu nghê càng trở nên khó coi những người này đều là cổ đông cũ của tập đoàn tiêu thị lại không nghĩ tới sau khi phụ thân mình vì bệnh thoái vị liền toàn bộ phản bội đến bên người tiêu lâm ngọc, thay đổi phương pháp đem nàng đẩy vào trong hố lửa. Lúc này cố tiểu du bên cạnh nhìn không nổi nữa, đứng dậy trách cứ nói, các vị tiền bối sao có thể hạ lương như thế, tai không biết tiêu tổng giám đốc năm nay vì bảo trì lợi nhuận cho tập đoàn, ngày đêm kim trình đi các nơi tài chính, mỗi ngày chỉ ngủ không đến 3 giờ, các ngươi bây giờ nói loại lời này quá đáng. Câm miệng. Tiêu Dung Dung lúc này vỗ bàn, chỉ vào cố tiểu du mũi mắng, ngươi là cái gì đồ vật? Tiêu thị tập đoàn hội đồng quản trị có ngươi một cái hạ nhân xen vào sao? Ta chỉ là ăn ngay nói thật, cho dù ngươi rút chức của ta, ta cũng như trước khinh thường các ngươi những này muốn cầm tiêu tổng tài trong sạch đi đổi lợi ích gia hỏa. Cố tiểu du tuy rằng mắt lộ ra khiếp đảm, nhưng vẫn như cũ đầu sắt đá oán hận. Làm càng. Tiêu lâm ngọc trầm thấp quát một tiếng, rồi bỏ ở đâu ra? Cút ra ngoài ai ngờ tiêu nghe trực tiếp tiếp nhận uy hiếp của tiêu lâm ngọc đứng dậy chống hai tay lên bàn hội nghị cuối người nhìn chằm chằm mỗi người ở đây thản nhiên nói trước không nói ta đã có lão công rồi coi như không có ta cũng tuyệt đối sẽ không đi cùng lý gia cuối đầu các ngươi muốn rút ta tổng tài vị trí đại khả tới nay thử xem lời nói của cô tràn ngập mọi người ở đây ngữ khí khí phách sắc bén khiến nhiệt độ phòng họp trong nháy mắt hạ xuống mức đóng băng em có chồng rồi à tiêu lâm ngọc cùng các cổ đông khác đều sửng sốt bọn họ cùng tiêu nghê mỗi ngày gặp mặt làm sao không biết việc này ha ha chị họ chị cũng đừng giả bộ toàn bộ gian lăng đều biết ánh mắt của chị cao đến thái quá làm sao có thể có chồng bùm tiêu dung dung trào phúng vừa dứt cửa phòng họp bị một cước đá văng trực tiếp vỡ thành cặn bã chồng cô ấy ở dưới tất cả mọi người bị một tiếng nổ này làm cho hoảng sợ nhào nhào đem ánh mắt đầu hàng cửa. Ngay sau đó liền thấy Lâm Mục từ trong bụi bậm đi ra. Lại là tên cẩu đông nhà ngươi. Tiêu Dung Dung sau khi nhìn thấy Lâm Mục, giống như bị dẫm đuôi nhảy dựng lên chửi bậy, nhưng lời còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt Lâm Mục dọa cho ngẹn trở về. Lúc này ánh mắt Lâm Mục đã không còn hàm hậu trong suốt như trước, mà là mang theo sát ý lạnh như băng, giống như tu la luyện ngục, làm cho người ta không rét mà run. Nhưng tiêu dung dung vẫn lấy lại tinh thần, chẳng lẽ nói với tiêu nghe phát. Mọi người mau nhìn, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn tiêu thị, vậy mà thật sự bao dưỡng tiểu bạch kiểm, scandan kinh thiên A. Ai ngờ vừa thốt ra, lâm mục thân hình khẽ động, xuất hiện trước mặt nàng trở tay tác một cái, trực tiếp tác ngã xuống đất. Đồ vô liêm sỉ. Ngươi thật sự cho tiêu gia chúng ta dễ khi dễ sao? Tiêu Lâm Ngọc thấy nữ nhi mai khai của mình bị hủy dung lần thứ hai, hoàn toàn tức giận. Nhưng mà Lâm Mục căn bản không cho hắn cơ hội nói nhảm, một cước nhét vào bụng hắn làm cho hai mắt hắn trắng bệt, hung hăng đập lật cái bàn. Lâm Mục lúc này rất căm tức. Vừa rồi hắn ở văn phòng, đem hết thảy mọi thứ trong này nghe được rõ ràng, thế mới biết được tình cảnh của tiêu nghề ở công ty lại bị động như thế. Càng quá đáng chính là, những lão gia hỏa này vì lợi ích của mình, lại để cho tiêu nghê đi bán đứng thân thể của mình. Thúc khả nhẫn. Thím không thể nhìn. Tiêu nghê cùng cố tiểu du cũng bị lâm mục đột nhiên xông tới vung tay làm cho sợ ngay người, ai cũng không nghĩ tới thiếu niên này nổi giận lại đáng sợ như thế. Chỉ thấy lâm mục đi tới trước mặt lưu hải, thản nhiên hỏi. Vừa rồi chính là muốn vợ tôi hy sinh nhan sắc, đi phát thưởng cuối năm cho anh sao? Đây chính là xã hội pháp trị, ngươi. Lưu Hải bị dọa đến run lẩy bẩy, nhưng vẫn không tin Lâm Mục dám làm gì hắn. Nhưng hắn vẫn sai, sai đến thái quá. Lâm Mục không đợi hắn nói xong, trực tiếp vươn tay nhổ mái tóc sắp tạ đỉnh của hắn, dơ lên. Rất lớn tuổi, làm sao có thể vô liêm sĩ mà nói ra loại lời này đến. Đã có người có thể hy sinh, vậy ngươi như thế nào không đi? Hỗn. Hỗn đảng, ngươi đang nói cái gì? tóc mái bị tóc nắm đến sắp nứt ra nhưng hắn cũng bị lâm mục ngữ ra kinh người dọa đến choáng váng hắn là nam a làm thế nào để hy sinh bốp lâm mục nói xong trực tiếp cho hắn một cái miệng rộng răng cũng tác bay mấy cái sau đó hung hăng quăng ra ngoài ngay sau đó lâm mục lại đi tới trước mặt mấy cổ đông vừa rồi cùng nhau nhắm vào tiêu nghê mỗi người một cái túi lớn không chút lưu tình người ở đây không ai tiến lên ngăn cản chỉ có thể tùy ý hắn dương oai ở chỗ này. Không phải bọn họ không dám, là bọn họ đánh không lại a. À. Quạt xong những người này về sau, Lâm Mục Đường kính trở lại tiêu nghê bên người, nhìn nàng kinh ngạc vô cùng bộ dáng, Lâm Mục nhẹ nhàng đem nàng ông lấy, đặt ở trên ghế ngồi, mà hắn thì là trực tiếp nâng lên một cước, hướng cực đại bàn hội nghị dựng thẳng xuống. Loãng xoảng một tiếng. Bàn hội nghị đá cẩm thạch cứng trắng vô cùng, vậy mà trực tiếp từ trong đó bổ thành hai nửa sợ tới mức mọi người ở đây mặt đều trắng bệch. Ngay sau đó bên tai bọn họ liền truyền đến thanh âm lạnh nhạt của Lâm Mục. Còn có ai muốn bãi miễn vị trí tổng giám đốc của vợ tôi? Chương 8 Tiên nhân phía dưới ta vô địch Tiên nhân phía trên một đổi một Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngay cả ở đây đều là nhân vật đại lão oai phong một cõi trên thương trường, giờ này khắc này đều bị Lâm Mục một cước làm cho choáng váng ngay cả tiêu nghê cũng bị hành động này của lâm mục làm cho đồng tử khiếp sợ phóng đại che cái miệng nhỏ nhắn khó có thể tin nhưng nội tâm của nàng lại có một loại yên ổn trước nay chưa từng có lúc này tiêu dung dung từ trên mặt đất bò dậy che khuôn mặt sưng tấy vẻ mặt dữ tợn chỉ vào tiêu nghê tiêu nghê ngươi tiện nhân vậy mà mang cái nông thôn giống hoang đến tập đoàn dương oai còn đánh tập đoàn cổ đông chuyện này ta nhất định sẽ thành thật nói cho gia gia ngươi liền chờ bị trục xuất tập đoàn đi Tiêu Nghê đối mặt với uy hiếp của hắn, sắc mặt hơi đổi, bất quá rất nhanh nạn liền hiếp sâu một hơi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đứng dậy nâng chén trà lên đi về phía nàng. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Sau một khắc, Phốc suy. Chỉ thấy tiêu nghe mạnh mẽ đem nước trà nóng hổi toàn bộ dội lên mặt tiêu dung dung, hơn 80 độ nước nóng ở trên vết thương nàng còn chưa khỏi hẳn, làm cho nàng ông mặt thống khổ thét lên. Tiêu nghe. Ngươi càng rỡ tiêu lâm ngọc từ trên mặt đất đứng lên thấy mặt con gái mình bị tàn phá thành bộ dáng này tức giận vạn phần tiêu nghê lại ngoảnh mặt làm ngơ trước sự phẫn nộ của hắn lạnh như băng nói trục xuất tập đoàn ta không hiếm lạ ta tiêu nghê chưa bao giờ phụ qua tập đoàn không thẹn với lương tâm nhưng ngươi nếu còn dám nhục mà tiểu mục ta sẽ vận dụng ta bình sinh sở hữu tài nguyên để cho ngươi cùng tiêu lâm ngọc tại tập đoàn hoàn toàn biến mất lời này vừa nói ra mọi người đều hít một hơi khí lạnh ánh mắt dồn dập hướng về phía lâm mục cũng là vẻ mặt kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới như vậy một cái tự trong sơn giả chạy tới tiểu tử dĩ nhiên sẽ dẫn tới ngày xưa cao lãnh mỹ nữ tổng giám đốc như thế ưu ái thậm chí không tiếc buông tha tập đoàn không tiếc cùng chính mình thân nhị thúc cá chết lưới rách ngay cả lâm mục cũng bị hành động của tiêu nghe làm cho kinh ngạc vị luật sư tỷ này của mình thật bá đạo a à, Tiêu nghê không cố kỵ ánh mắt của mọi người, đi tới bên cạnh Lâm Mục, thân mật kéo cánh tay hắn. Tiểu Mục, chúng ta đi. Tiêu Nghe, Cô đứng lại cho tôi. Tiêu Lâm Ngọc thấy nàng muốn đi, ở phía sau giận dữ mắng. Ngày mốt trong cuộc bầu cử thành viên hội đồng quản trị, nếu ngươi không cầm đầu tư của Lý Gia tới đây, ngươi cũng đừng nghĩ ở lại Tiêu Gia. Tùy ngươi. Tiêu nghê không quay đầu lại, kéo Lâm Mục rời khỏi phòng họp. Hiện trường hỗn độn làm cho tất cả mọi người ở đây lâm vào trầm mặt, tiêu lâm ngọc ngẹn hỏa vô cùng, một cước đạp ngã cái ghế trước mặt, phẫn nộ rít gào. Nhìn cái gì? Còn không mau đưa con gái tôi đi bệnh viện. Sau khi ra khỏi phòng họp, tiêu nghe mang theo lâm mục trở về phòng làm việc của mình, đặt mông ngồi ở trên ghế ông chủ, xoa xoa cái trán đau nhức, có vẻ mệt mỏi không chịu nổi. Lâm mục thấy thế lên tiếng trấn an nói. Sư tỷ, kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy, ta. Lời còn chưa dứt, tiêu nghe liền xua tay ôn nhu ngắt lời. Tiểu mục ngươi không cần cảm thấy đối với ta có chỗ thua thiệt, vô luận như thế nào, ta đều nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, cái gì tổng giám đốc chủ tịch, cùng ngươi so sánh lại tính là cái gì. Lâm mục dở khóc dở cười, hắn vốn định khuyên tiêu nghe hoàn toàn không cần phải xé rách da mặt như vậy, bởi vì mình tiện tay liền có thể dây những sát bút này căn bản không đáng lãng phí miệng lưỡi cũng chưa từng nghĩ bị tiêu nghê hiểu lầm mình sợ hãi yên tâm đi sư tỷ ta sẽ giúp ngươi lâm mục bất đắc dĩ cười cười sau đó đi tới phía sau tiêu nghê giúp nàng xoa huyệt vị tiêu nghê coi như anh đang an ủi mình cũng không để trong lòng theo nàng xem ra lâm mục ở trên núi sống nhiều năm như vậy nào biết xã hội hiểm ác càng chưa nói tới có thể giúp nàng cái gì bất quá cái này cũng không trở ngại nàng sủng nịch chính mình cái này duy nhất sư đệ. Tiểu mục, không nhìn ra y thuật của ngươi tốt như vậy, lại còn có thể đánh như vậy. Trong lúc bị lâm mục xoa bóp, tiêu nghê cùng lâm mục tán gẫu việc nhà. Đó là tự nhiên, lão công ngươi là tiên nhân dưới ta vô địch, tiên nhân trên một đổi một. Lâm mục nhếch miệng cười hì hì. Tiêu nghê nghe hắn tự xưng lão công, trong lòng không khỏi một trận ngượng ngùng, sẵn giọng, ngươi nha ngươi, muốn thu liễm một chút trong đô thị ngoạ hổ tàng long nhìn như phồn hoa kỳ thực nguy hiểm trùng trùng ngươi tuổi trẻ khí thịnh sớm muộn sẽ chịu thiệt lâm mục lại không cho là đúng cười nói hổ ở trước mặt ta phải nằm rồng ở trước mặt ta cũng phải bàn đây là quy củ của ta nghe vậy tiêu nghê bất đắc dĩ bật cười tiếng cười nhẹ nhàng động lòng người quấy nhiễu tiếng lòng lâm mục trung động bàn tay đè đầu không tự chủ được dịch xuống vài phần A à, tiêu nghê trong nháy mắt cảm giác một trận thoải mái mãnh liệt va chạm tới, nhìn không được phát ra một tiếng ngâm nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp phanh một cái liền đỏ. Cách xúc cảm, lâm mục cũng có thể cảm giác được thân thể đối phương cứng nhắc, không khỏi hỏi: sư tỷ làm sao vậy? Ta ấn trọng sao? Có, có chút. Tiêu nghê rũ tóc, cố gắng che giấu vẻ ngượng ngùng trên mặt. Vậy tôi không ấn nữa. Lâm mục vừa muốn ngừng mát xa lại bị tiêu nghe đưa tay ra đè lại bàn tay anh muốn rút về ngay sau đó chợt nghe thấy tiếng rung rất nhỏ của cô không không nên dừng lại rất rất thoải mái đã rất lâu rồi tôi chưa từng thả lỏng như vậy lâm mục thấy thế lộ ra nụ cười thuần khiết đó là tự nhiên dưới chân núi những quả phụ kia đều khen ta ấn bóp kỹ thuật tốt đâu đáng tiếc nơi này không có dầu thực vật bằng không có thể giúp sư tỷ ngươi điều dưỡng một chút thân thể cảm đoan ngươi thoải mái gấp trăm lần. Còn, còn có thể dùng dầu. Tiêu nghê bị lời nói của hắn làm cho hoảng sợ, nhất thời trong đầu mơ màng. Lâm Mục không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp sắp trị máu của tiêu nghê, tự mình nói, sư tỷ vất vả quá độ, sau này ta giúp ngươi ấn nhiều một chút. Tiểu sư đệ của ta trưởng thành, hiểu được săn sóc sư tỷ. Tiêu nghe nghe anh quan tâm, hai chân không khỏi kẹp chặt vài phần, một dòng nước ấm sông lên đầu. Mấy năm nay nàng quanh năm một mình bôn ba tại tập đoàn, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, loại này được người chiếu cố cảm giác, làm cho nàng hưởng thụ vô cùng, càng thêm kiên định nàng muốn bảo vệ tốt lâm một quyết tâm. Trong lúc suy nghĩ, mí mắt tiêu nghê cảm giác được càng ngày càng nặng, cuối cùng thật sự kiên trì không được ngủ thiếp đi. Lâm mục tự nhiên sẽ không thừa dịp người gặp khó khăn, từ trên sofa kéo một tấm thảm lông đắp lên người cô, lén lút đi ra văn phòng. Sau đó hắn đi tới lối thoát hiểm của tòa nhà, lấy Nokia ra, dựa theo chỉ thị của ông lão gửi cho các thế lực của sư phụ hắn một tin nhắn ám ngữ. Sau khi tin nhắn này được gửi đi, lập tức sẽ có người đến liên lạc với anh. Ngay khi Lâm Mục Chán muốn chết đứng tại chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ dết thời gian, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng giày cao gót đát đát đát. Lâm Mục quay đầu nhìn, người tới dĩ nhiên là thư ký của tiêu nghe, cố tiểu du. Có việc lâm mục không có hảo cảm gì với người phụ nữ chặn hắn ở bên ngoài ngữ khí cũng có chút đàm mạc tiêu tổng đâu cố tiểu du cũng không khá hơn lạnh như băng hỏi đang ngủ ở trong phòng làm việc lâm mục thuận miệng đáp ngủ rồi điều này sao có thể cố tiểu du cảm thấy hết sức kinh ngạc mọi người trong công ty đều biết tiêu nghê bị mất ngủ nghiêm trọng nhất là ở trong văn phòng cho tới bây giờ cô đều không ngủ được anh rốt cuộc có chuyện gì hay không? Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi, tôi đang chờ điện thoại đây. Lâm Mục thấy nàng hô to như thế nào, vẻ mặt ghét bỏ thúc giục nói. Cố Tiểu Du từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, do dự một chút, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Mục lạnh lùng nói. Nơi này là 20 vạn, xin anh lập tức biến mất bên cạnh tiêu tổng. Chương 9 Mang một tám tỷ tỷ đến đây đi bạn đang nghe tại truyện chấm audio bệnh thần kinh phải không lâm mục trực tiếp cho nàng một cái xem thường lục sư tỷ là vợ ta ta tại sao phải rời khỏi nàng nói xong liền muốn rời đi lại bị cố tiểu dung ngăn lại tuy rằng không biết tiêu tổng ngươi có như thế nào quá khứ nhưng ngươi loại này tiểu bạch kiểm ta thấy nhiều tỷ vào chính mình có vài phần tư sắc khắp nơi giả danh lừa bịp trên thực tế ngoại trừ đẹp trai một chút bản lĩnh cũng không có Lâm Mục ngẩn người, lập tức cười nói. Cảm ơn khích lệ. Ta không phải đang khen ngợi ngươi. Cố Tiểu Du muốn điên rồi, một tay kéo Lâm Mục trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến phòng thành bánh bao. Tập đoàn Tiêu Thị là tâm huyết cả đời của Tổng Giám Đốc Tiêu và Nguyên Chủ tịch Tiêu Lâm Sơn, nhưng hiện tại Tổng Giám Đốc Tiêu lại vì cô mà bị buộc phải từ bỏ, nếu cô còn có chút lương tâm, hãy cầm 20 vạn này biến mất trước mặt cô ấy ai nói nàng sẽ bị buộc phải buông tha lâm mục nhún vai đây không phải là tốt sao ngươi thì biết cái gì cố tiểu du vẻ mặt khinh bỉ ngày kia tuyển cử hội đồng quản trị là phải chọn ra một người từ giữa tiêu dung dung và tiêu tổng tiêu chuẩn bình phán chính là xem ai tài trợ nhiều tiền vị trí chủ tịch chính là của ai tiêu tổng hiện tại trực tiếp từ bỏ đầu tư của lý gia vậy chẳng khác nào từ bỏ vị trí chủ tịch đến lúc đó tiêu dung dung được chọn tập đoàn còn dung nạp được tiêu tổng sao? Nói xong lời cuối cùng, cố tiểu du đỏ bừng cả mắt, tự hồ đã đoán được kết cục của tiêu nghê. Lâm Mục lại có vẻ đặc biệt bình thản, trong mắt lộ vẻ khinh thường, chính là một cái lý gia, có thể có bao nhiêu tiền đầu tư. Cố tiểu du thấy hắn như vậy không biết trời cao đất rộng, trong con ngươi tràn ngập vẻ giận dữ, lý gia là toàn bộ gian lăng tài chính lưu động lớn nhất, chỉ là sơ định có thể cầm 100 triệu, sau này 10 ức cũng không thành vấn đề lời này vừa nói ra nàng phát hiện vẻ mặt lâm mục dại ra hừ lạnh một tiếng nói đã như vậy liền nhanh chóng cầm hai mươi vạn này rời khỏi nơi này tiêu tổng bên kia ta sẽ cùng nàng giải thích lâm mục vừa muốn phản bác điện thoại bỗng nhiên vang lên cắt đứt đối thoại của hai người cố tiểu du cũng chỉ có thể tạm thời thu hồi vẻ giận dữ nhưng không có ý rời đi lâm mục đành phải ấn nút nghe ta là hoa long tập đoàn mã đông chuyên môn phụ trách quản lý lệ lão khi còn sống tài sản hiện tại những tài sản này toàn bộ đều đã thuận lợi kế thừa tại ngươi danh nghĩa từ nay về sau mã đông vì ngại như thiên sai đánh đâu như vậy xông pha khói lửa mới vừa nghe bên kia liền truyền đến thanh âm cung kính của một người đàn ông lâm mục nghe nam nhân giới thiệu thuận miệng hỏi à biết rồi vừa lúc có việc tìm anh bây giờ tôi có thể dùng bao nhiêu tiền dù sao tiền của lệ lão đầu, tất cả đều là hắn kiếm, cho nên tiêu căn bản không có cảm giác tội lỗi gì. Không. Mã Đông cung kính đáp. Đồ chơi gì? Lâm Mục ngây ngẩn cả người. Tài sản của ngài đã là cái con số, không có cụ thể số tiền, trên đời này không có người mua không nổi đồ vật, không trả nổi sổ sách. Mã Đông giải thích. Lâm Mục thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng lệ lão đầu khi còn sống đem toàn bộ tiền hắn kiếm được tiêu hết. Thiếu chủ, ngài là muốn dùng tiền sao? Lâm Mục đáp, ân, ta ở Giang Lăng, ngày mốt ngươi mang cái 180 ức đến tiêu thị tập đoàn đi, ta nơi này có tác dụng. Tuân lệnh. Mã Đông không nói nhảm gì, sau khi nhận được mệnh lệnh liền cúp điện thoại. Lâm Mục quay đầu lại phát hiện Cố Tiểu Du đang nhìn mình, chỉ vào điện thoại cười nói. Anh xem, đây không phải là giải quyết xong rồi sao? Chuyện đơn giản nhất định phải phức tạp như vậy làm gì? Cố Tiểu Du vẻ mặt có chút hoảng hốt, vừa rồi nghe Lâm Mục nói trong điện thoại lấy cái gì 180 ức lại đây. Nếu không phải chính tai nàng nghe thấy, nàng chắc chắn cảm thấy người này là đem trâu lớn lên ở ngoài miệng. Đại ca, người cho dù là trang bức, có thể diễn trò một chút hay không? Ít nhất đi ra ngoài một chuyến, giả bộ bề bộn nhiều việc cũng được a. À? một cú điện thoại đã giải quyết được 180 tỷ việc làm ăn. Người cho rằng ngươi là mã đông của tập đoàn Thiên Hải Hoa Đông. Thủ tịch tập đoàn được xưng là vua dòng tiền mặt kia. Nhìn ta làm gì? Đi đem tin tức này nói cho vợ ta a. À? Lâm Mục thấy nàng nhìn mình ngẩn người, nhìn không được thúc giục. Cố tiểu du phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mục đã không còn ghét bỏ, bởi vì đã hoàn toàn bị buồn nôn chiếm cứ ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi cố tiểu du cảm giác ở lại với loại bức vương này thêm một giây cũng là lãng phí tính mạng của mình cũng không quay đầu lại rời khỏi lối thoát hiểm lâm mục vẻ mặt mơ hồ nhìn bóng lưng rời đi của nàng không biết nữ nhân này lại có giật cái gì bất quá hắn cũng lười để ý tới dù sao sự tình đã giải quyết xong có thời gian lãng phí miệng lưỡi với cô gái kia còn không bằng ngẫm lại chuyện hợp thể với tiêu nghê như thế nào sau đó Lâm Mục cất điện thoại vào túi, vui tươi hớn hở trở về văn phòng. Bên kia, Tiêu Dung Dung bị Lâm Mục quạt thành đầu heo, sau khi từ trong tập đoàn đi ra, đã bị Tiêu Lâm Ngọc sai phái đi biệt thự Lý Gia. Trong phòng khách, một người đàn ông mặc âu phục màu trắng, bưng rượu vang đỏ phong độ nhẹ nhàng, sau khi nghe Tiêu Dung Dung khóc lóc kể lễ, trên khuôn mặt tuấn tú nhất thời lộ ra một chút âm trầm. Người nói cái gì? Tiêu nghe nàng bao dưỡng một tiểu bạch kiểm. Ô ô, Lý Thiếu, anh không nên quan tâm đến vết thương trên mặt người ta trước sau. Tiêu Dung Dung khóc lóc kể lễ, anh xem tên giả chủng kia đánh tôi, hủy Dung rồi. Lý Hạo Kiệt vội vàng thu hồi vẻ âm lệ, làm bộ hết sức đau lòng điều tra thương thế của nàng, Dung Dung không có việc gì, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Cái này không nhìn không sao, vừa nhìn thiếu chút nữa đem út lòng hắn ăn tối hôm qua đều phun ra bởi vì miệng vết thương không xử lý tốt, mặt bên phải tiêu dung dung đều mũ. Lý thiếu. Tiêu dung dung thấy thế khóc lóc âm sầm dậm chân, tức giận đến sắp khóc. Thật có lỗi A à dung dung, ta gần đây dạ dày không quá thoải mái, ngươi yên tâm, không ai dám thương tổn ta lý hạo kiệt nữ nhân còn có thể bình yên vô sự sống sót ở trên đời này, ta nhất định sẽ giúp ngươi hung hăng giáo huấn tiểu tử kia. Lý Hạo Kiệt đã sắp không đành lòng nhìn thẳng Tiêu Dung Dung, trước kia lúc cô không bị hủy dung còn cảm thấy rất xinh đẹp hiện tại tê tiêu dung dung thấy hắn nói như vậy sắc mặt mới hòa hoãn vài phần bất quá trong mắt quán độc không giảm chút nào tiêu nghe cái kia tiện nhân nàng bao dưỡng tiểu bạch kiểm đem ta đánh thành như vậy ta nhất định muốn nàng trả giá thật lớn lý hạo kiệt vỗ ngực nói yên tâm ta đã an bài tốt ngày mốt thành viên hội đồng quản trị tuyển cử ta tuyệt đối vô điều kiện ủng hộ ngươi bất quá dung dung Ngươi đã như vậy muốn trả thù, ta ngược lại là có thể cho ngươi ra cái chủ ý. Chủ ý gì? Tiêu Dung Dung vừa nghe, lập tức hăng hái. Lý Hạo Kiệt tiến đến bên tai nàng, lời nói nhỏ nhẹ vài câu, Tiêu Dung Dung nhất thời trên mặt lộ ra tàn nhẫn hưng phấn, ý kiến hay, Lý thiếu, ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi, nhưng ngươi cũng không thể tự mình ra trận a. Lý Hạo Kiệt vội vàng cam đoan, điểm ấy ngươi yên tâm. Ai không biết ta Lý Hạo Kiệt cũng chỉ yêu tiêu Dung Dung một mình ngươi a. À. Lý Thiếu, cậu thật tốt quá. Tiêu Dung Dung cảm động không thôi, nói xong hai mắt liền hiện hoa đào, đem miệng sáp lại. Lý Hạo Kiệt vội vàng đứng dậy né tránh, Dung Dung a, à, thời gian không còn sớm, ngươi mau trở về đi, ta cũng phải chuẩn bị. Tiêu Dung Dung không thực hiện được có chút thất vọng, nhưng vì trả thù Tiêu Ngê, nàng cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống đợi sau khi tiêu dung dung rời khỏi biệt thự sắc mặt lý hạo kiệt hoàn toàn trở nên dữ tợn trong cơn giận dữ hắn trong nháy mắt đập nát nhà đồ đê tiện lão tử theo đuổi ngươi lâu như vậy ngươi lại tiện nghi một tên giả chủng thật sự có của ngươi a à, ha ha ngươi không phải thích tiểu bạch kiểm sao lão tử đến lúc đó xem ngươi ở trên giường có bao nhiêu phóng đảng còn có cái này gọi lâm một hương giả thất phu dám cùng ta lý hạo kiệt đoạt nữ nhân ta xem ngươi có mấy cái mạng chết lúc này từ ngoài cửa đi tới một người đàn ông trung niên người này chính là gia chủ lý gia lý tự minh con trai làm xong chưa lý hạo kiệt thấy là phụ thân mình vẻ mặt âm trầm đem chuyện xảy ra của tập đoàn tiêu thị nói cho hắn một lần lý tự minh biết được không biết từ nơi nào xuất hiện một tiểu bạch kiểm quấy rầy kế hoạch của bọn họ sắc mặt đồng dạng là vô cùng khó coi nhưng hắn lại trấn định hơn lý hạo kiệt không ít đã như vậy vậy để cho tiêu nghe nữ nhân này thân bại danh liệt đi, bất quá ngươi cũng đừng quên vị đại sư kia dặn dò, chờ xử lý nữ nhân này, nhất định phải đem vật kia tìm được, nếu không vị đại sư kia lửa giận, chúng ta có thể chịu không nổi. Hiểu rồi ba, tên giả chủng họ lâm kia đâu? Xử trí như thế nào? Lý Hạo Kiệt mặt lộ vẻ lành lạnh. Lý Tự Minh hít một hơi thuốc, ngậm hai chân bắt chéo khinh thường cười lạnh. Một con kiến, nghiền chết là tốt rồi. Chương 10 Mới gặp nhạc mẫu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cố tiểu du đương nhiên không đem chuyện Lâm Mục dặn dò để ở trong lòng Trong mắt nàng, những lời này của Lâm Mục chỉ là đánh rắm Nếu nàng thật tin tưởng một cái chỉ biết ăn bám tiểu bạch kiểm có thể lấy ra 180 ức Vậy nàng mới là thật sự có bệnh Bởi vậy lúc Lâm Mục muốn quay về phòng làm việc của tiêu nghê Cô trực tiếp ngăn ở ngoài cửa Lâm Mục sợ quấy rầy tiêu nghe nghỉ ngơi, cũng không so đo gì với cô, vừa lúc anh cũng có việc, tìm một chỗ ngồi ở cửa tiêu nghe, tốn hơn 10 phút kết nối tất cả thế lực của các sư phụ khi còn sống một lần. Cái gì huyết sát môn, long hồn điện, thiên cơ đường số lượng nhiều đến trên trăm cái, nhưng đem hắn cho mệt muốn chết rồi. Trong lúc đó, mọi người ra vào trong tập đoàn đều dùng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn hắn, thỉnh thoảng còn chỉ rõ hắn hiển nhiên chuyện tiêu nghe bao nuôi tiểu bạch kiểm đã truyền ra trong tập đoàn lâm mục tuy rằng đem bọn họ những lời khó nghe này nghe rõ ràng nhưng hắn cũng không có hứng thú cùng những người này giải thích cái gì dù sao trước khi xuống núi đại sư phụ đã dặn dò qua một con kiến hướng ngươi kêu ngươi liền đập chết hắn một ổ kiến hướng ngươi kêu ngươi liền đem ổ kiến bưng lên nơi này chính là chính mình sư tỷ tập đoàn cũng không thể bởi vì những người này nói hai câu liền đem lầu này cho nổ đi đang lúc hắn chuẩn bị thừa dịp cố tiểu du không chú ý, lẻn vào cho tiêu nghề điều dưỡng thân thể thời điểm, một cái đầy người ung quý, khí chất đoan trang trung niên nữ nhân trầm mặt hướng hắn đi tới. Lúc đi qua Lâm Mục nàng chán ghét đẩy hắn ra, đừng cản đường. Lâm Mục vẻ mặt mờ mịt, sau đó liền thấy người phụ nữ vọt tới văn phòng tiêu nghề, cố tiểu du thấy thế lập tức tiến lên ngăn cô lại, bác gái, tiêu tổng ở bên trong nghỉ ngơi. Cô ấy còn mặt mũi nghỉ ngơi. Người phụ nữ trung niên giống như thùng thuốc nổ, một chút liền nổ, tôi hỏi anh cố tiểu du, là ai nói con gái tôi bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Cái này. Cố tiểu du biến sắc, theo bản năng liếc nhìn lâm mục. Động tác nhỏ này lập tức bị tiết lan quế bắt được, lập tức quay đầu nhìn về phía lâm mục vô hại, trong nháy mắt hiểu được cái gì. Cố tiểu du. Em. Em đừng nói cho anh biết là anh ấy. Tiết Lan Quế khó có thể tin thất thanh thét chói tai, thanh âm to lớn nhất thời hấp dẫn toàn bộ người trong tập đoàn. Cố Tiểu Du không dám nói dối, nhưng lại khó mở miệng, chỉ có thể nháy mắt với Lâm Mục, bảo hắn nhanh chóng rời đi. Lâm Mục lại hiểu sai ý của nàng, hào hứng nên đón Tiết Lan Quế nói. Chào mẹ, con là chồng của Tiêu Nghê. Mẹ có thể gọi con là Tiểu Mục, cũng có thể gọi con là Tiểu Lâm. An tĩnh. Yên tĩnh như chết. Cố Tiểu Du bất đắc dĩ che mặt, nghĩ thầm lần này xong rồi quả nhiên tiết lan quế nghe được lâm mục tự giới thiệu trực tiếp nổ tung con gái nhà ta cũng không có loại nam nhân nhặt ve chai như ngươi nếu ngươi còn dám làm bẩn thanh danh của con gái ta ta lập tức báo cảnh sát đem ngươi bắt vào lâm mục lại cười vỗ vỗ chính mình bao tải nói ngươi hiểu lầm mẹ ta nơi này không có phế phẩm tất cả đều là bảo bối ngươi muốn nhìn một chút sao tiết lan quế thấy hắn không cần bích liên như thế trực tiếp tức giận nở nụ cười đối với lâm mục phát ra linh hồn tam liên hỏi anh có phòng không anh có xe không anh có tiền tiết kiệm không lâm mục hơi sửng sốt hình như cũng không có nha bất quá ta có thể mua a à? ngươi lấy cái gì mua tiết lan quế không cho hắn cơ hội giải thích hắn giọng rít gào nhà ta nữ nhi quan giá trị con người liền mấy chục triệu mỗi tháng chi tiêu đều là sáu con số ngươi loại người này ta thấy nhiều cái gì đồ chơi cũng muốn ăn bám ngươi xứng sao? lâm mục nhàn nhạt cười nói ta biết y thuật a à, mẹ người chính trực mãn kinh kỳ nội tức hỗn loạn không nên tức giận bằng không lại qua vài năm đầu óc sẽ bị hao tổn sẽ si ngốc nha không muốn loạn kêu tiết lan quế muốn điên rồi đây là sát bút xuất hiện từ đâu muốn tức chết nàng sao Bảo vệ đâu? Bọn họ làm gì ăn? Tập đoàn vào người điên cũng không ai quản sao? Thấy Tiết Lan Quế dơ chân, cố tiểu du cảm động lây, liếc mắt nhìn đám người đã sớm vây quanh cũng không dám tới gần bảo vệ, bất đắc dĩ tới cực điểm. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị người mở ra, tiêu nghe ngáp một cái từ bên trong đi ra, nhìn cảnh tượng trước mắt ngẩn người, mẹ, sao mẹ lại tới đây? Tiết Lan Quế nhìn thấy tiêu nghe, lưỡi giận càng sâu, nếu tôi không đến, cô sẽ bị người ta lừa đến cửa nát nhà tan. Tiêu Nghê ngẩn ra, nhìn thoáng qua Lâm Mục lập tức hiểu ra, vội vàng giải thích với Tiết Lan Quế, mẹ, Tiểu Mục hắn không phải kẻ lừa đảo, hắn là vị hôn phu của con. Cô Tiết Lan Quế thấy chính miệng cô thừa nhận, hai mắt trừng như chuông đồng, cô điên rồi phải không Tiêu Nghê? Giang lăng nhiều thanh niên tại tuấn như vậy cô cũng chướng mắt, cô coi trọng người xin ăn. Mẹ không phải như mẹ nghĩ đâu, tiểu mục nó rất tàn nhẫn tiêu nghe thấy nàng giải thích như thế một tay kéo tiết lan quế muốn cho nàng bình tĩnh một chút ai ngờ bị người sau trực tiếp phản chế bắt lấy tay nàng không nói lời nào đi ra ngoài ta mặc kệ hắn đến cùng từ nơi nào xuất hiện tóm lại ta không cho phép ngươi cùng hắn có bất kỳ liên quan gì buổi tối lý thiếu hẹn chúng ta tại kim đỉnh châu lục khách sạn ăn cơm ngươi nhất định phải theo ta cùng đi vừa nghe muốn đi ăn cơm với lý hào kiệt tiêu nghe nhất thời không muốn mẹ con không đi. Buổi tối con còn muốn ăn cơm với tiểu mục. Câm miệng. Anh còn nhận tôi là mẹ, không phải do anh làm chủ. Tiết Lan Quế cũng không biết lấy khí lực ở đâu ra, trước mặt nhiều người như vậy kéo Tiêu Nghê đi đến phòng thang máy. Tiêu Nghê không có biện pháp chỉ có thể đem ánh mắt hướng về phía Lâm Mục, Lâm Mục thấy thế lập tức đi theo, ai ngờ mới vừa đi chưa được mấy bước, đã bị Tiết Lan Quế quát ngừng lại. Người nếu dám theo tới, ta liền mang theo nữ nhi của ta từ nơi này nhảy xuống. Các ngươi nhảy xuống, ta cũng có thể cứu các ngươi. Lâm Mục cười hì hì nói. Hồ ngôn loạn ngữ. Giọng tiết lan quế lạnh như băng, ngay sau đó cảnh giác đưa tiêu nghe lên thang máy. Lâm Mục không có biện pháp, chỉ có thể xoay người đi về phía lối thoát hiểm. Cố tiểu du thấy thế sửng sốt, anh đừng nói với tôi anh muốn từ nơi này đi xuống. Nơi này chính là tầng 89. Lâm Mục lại ném cho cô một câu, thang máy không theo kịp, bên này nhanh hơn. Nói xong thân hình liền biến mất ở trong thông đạo, chỉ để lại một đám quần chúng ăn dưa vẻ mặt mơ hồ. Người này đầu óc quả nhiên có vấn đề, nào có người xuống lầu so với thang máy còn nhanh hơn. Cố tiểu du phục hồi tinh thần liếc mắt một cái, sau đó xua tan mọi người, còn mình thì đi tới văn phòng tiêu nghe sửa sang lại văn kiện. Nhưng khi cô liếc mắt nhìn tivi đặc biệt của văn phòng tổng giám đốc, lại phát hiện bóng dáng Lâm Mục đã xuất hiện ở đại sảnh lầu 1. Cố Tiểu Du hoài nghi có phải mình nhìn lầm hay không, lập tức dụi dụi mắt, nhất thời vẻ mặt trở nên hoảng sợ. Từ lúc cô vừa mới vào văn phòng đến bây giờ, cũng không đến 5 phút. Cho dù từ tầng 89 thả người nhảy lên, rơi xuống đất cũng không chỉ 1-2 phút chứ. Điều này. Điều này sao có thể?